phim nha. Và để cái presentation đây. Vì cái đầu tiên mình coi cái quick clip này đi. Mà cái clip này là từ phim Karate Kid lâu lắm rồi. Phim Karate Kid đầu tiên á. No such thing as student, only as teacher. Teacher says student too. Thảo với Hiếu không nghe được không hay là? Dạ thấy anh, nghe được. Nghe được ha. Thì Yes. Cái này ông Miyagi này nè, anh Nguyên dịch ra nha. Ông nói với anh Daniel này là về kiến thức không có học trò dở. Chỉ tùy người thầy thôi. Nghĩa là sao? Một là thầy giỏi, hai là thầy dở. Tại vì ông thầy ông nói sao? Người trò làm vậy. Thì anh Nguyên rất đồng ý với ông. Trừ một cái là anh Nguyên nói cũng có học trò dở đấy chứ không phải không. Nhưng mà chuyện nó bắt đầu từ người thầy. Rồi xong mình mới tính tiếp được. Tại vì đúng là người thầy giỏi hay dở gặp người trò giỏi hay dở sẽ là người trò dở hay giỏi tùy người thầy dở hay giỏi thôi. Nhất là trong cách suy nghĩ của người Á Châu mình là thầy nói mình nghe rất là kỹ. Bên này thì người ta bớt có cái suy nghĩ đó rồi. Nhưng mà bên Việt Nam mình rất là nể thầy bà. Là thầy nói sao mình làm vậy? Thì giờ nhảy vào vấn đề liền ha. Là một, những người thầy mà anh Nguyên học á, người ta không có biết nhiều về kinh tế, về về business. Người ta dạy rất là kỹ thuật. Nhưng mà người ta không có áp dụng cái đó trong cái vấn đề business mỗi ngày. Thì nó khi kinh tế tốt hay xấu, người đó không có dạy mình được. Hồi đó mình không có học về business. Trong khi học nha. Là khi ra mở phòng mạch, tưởng là xịn lắm. Rốt cuộc chơi với. Năm này qua năm kia qua năm nọ. Trầy da các bạn. Tóc bạc đây nè. Là một phần là tại già hơn. Và phần lớn là tại trầy da các bạn. Đó là một là vì thầy không có dạy về business, là trò không có học về business được. Ra lặn lội rồi mới tự học. Mất vài cái lông rồi. Mới biết là mất lông thì phải đập cánh cho mạnh hơn mới bay được. Vấn đề thứ nhì là hồi đó anh Nguyên học, mặc dù học nội nha chuyên môn, học 2 năm, ra có bằng này bằng nọ, chuyên môn về nội nha, mà không biết làm cắt chóp. Chắc có nhiều bác sĩ không có tưởng tượng này, tưởng là anh Nguyên nói giỡn. Sự thật là vậy, anh Nguyên không có hãnh diện nha, nhưng mà phải nói thật để mà ai cũng hiểu cái vấn đề hết đó. Là khi anh Nguyên ra trường sau 2 năm học chuyên môn, có bằng chuyên môn, có địa vị của người chuyên môn, đố Hiếu với Thống, anh Nguyên làm bao nhiêu cái cắt chóp khi ra trường nội nha. Anh nhớ là Huy có nói là khoảng 5K. Wow, vậy là Hiếu Hiếu hiền Hiếu mới nói vậy đó. Ở đó Huy có 4K. Đố Thống bao nhiêu ca đó là cắt chóp mà răng cối. Nhớ nhớ hiền chút nha. Em nhớ anh Nguyên nói là 1K. Zero. Zero. Cười vậy chứ trời ơi, hồi đó khi mình ra rồi mình tưởng mình xịn lắm. Vài năm sau mình mới hiểu là mình không hay chút nào đó. Vài năm sau là như
9 năm sau Nguyên mới hiểu. Trong vòng 9 năm, mình là thầy này, thầy kia, chuyên môn này, chuyên môn nọ. Nhưng mà khi làm nội nha rồi không thành công hả? Không thành công thì sao? Nó vẫn còn bị viêm. Nó vẫn còn bị thấu xương. Lúc đó làm gì? Chỉ có một là nhổ, hai là làm nội nha lại. Mà nói vậy nè, mới cười. Mình đã làm hết sức mình rồi, giờ mình lại vô làm lại nữa là sao? Ông Einstein ông nói là cái gì mà mình cứ làm đi làm lại hoài giống y bon nhau mà mình mong là nó khác đó, là mình là khùng. Ông nói thật vậy đó. Thành ra khi mà mình đã làm nội nha hết sức mình rồi mà mình lại trở vô làm lại nữa mà không thay đổi gì hết mà mình lại nghĩ nó sẽ lành đó, thì là mình khùng. Thì sự thật là Nguyên đâu biết làm gì khác. Khi nó đã không lành nữa thì mình chỉ có một cách, mình vô mình làm lại thôi, vì mình bí quá rồi. Cái sau một số năm mình lại thấy mình không thành công á, mình mới tự hỏi trời ơi, người ta làm sao đây. Thì dồn chung quanh mình, sự thật ai cũng làm vậy hết, mình mới giật mình ấy, không lẽ vậy. Thì lúc đó mình mới tìm hiểu thêm thì mới hiểu là phẫu thuật cắt chóp là một cái tuyến này. Phẫu thuật cắt chóp là để mà lỡ không thành công mình mới có đường thoát. Thì nói vậy đi ha, mình tiếp tục như vậy. Trong môi trường nóng, không khí phổi có tăng lên, bốc hơi nước không được. Ở bên Thảo có nghe ai nói cùng dạ, lúc giống như có người nói để em kiểm tra coi ai. Dạ. Ok. Trong lúc đó anh Nguyên trả lời cái presentation này ha. Giờ nói tới kinh tế đi ha. Vài tiêu chuẩn. Trước nhất, cái này không phải từ người ta ra mà từ thiên nhiên ha. Người ta nhận ra là những con chim á, mà nó cùng một loại lông màu này, lông màu kia, lông kiểu nọ, những con chim giống nhau nó lại đi chung với nhau. Cũng như người Việt Nam, tự nhiên tới chỗ mới, tiếng người Việt Nam. Cái này rất là quan trọng là sao? Là khi bệnh nhân người ta tìm tới bác sĩ, người ta tìm cái bác sĩ mà hợp với cái bộ lông của người ta. Nghĩa là sao? Nghĩa là bệnh nhân mà muốn làm răng mà rẻ tiền, người ta sẽ đi tìm bác sĩ mà sẵn sàng bớt tiền cho người ta. Những người mua đồ này, đồ nọ, muốn mua đồ tốt, thì người ta lại đi tìm những tiệm nó bán đồ tốt. Mà hãy người ta muốn tìm đồ tốt, người ta nói nếu nó tốt thì chắc không phải rẻ được. Tại nếu nó rẻ thì, nếu nó tốt tại sao nó lại rẻ? Đó. Nên trước khi mình nói về kinh tế, mà kinh tế nó sẽ yếu hay nó sẽ mạnh, mình phải trước nhất hiểu rõ vấn đề là những gì giống nhau nó lại đi chung với những, nó lại đi chung với nhau. Rồi. Tới vấn đề tới là anh Nguyên coi cái này cho nó tiến tới, nó đang freeze mất tiêu đề. Nói về thời gian đi, hồi nãy thời gian á, cái Thảo nói là nếu mất thời gian quá thì mình không có làm ra nhiều tiền được. Mà sự thật là vậy. Vì có cái câu tiếng Anh nó nói rất là rõ. Time, thời gian là tiền. Nghĩa là mình để cái dấu bằng tiền. Nhưng mà sự thật á, thời gian không có bằng tiền. Mà tiền là như là vàng vậy đó. Thời gian không có bằng tiền. Tại vì ai nói mình mất thời gian là mình mất tiền. Đúng thiệt. Mất thời gian làm nội nha lâu quá,
thì không còn thì giờ để làm một ca nội nhạc khác, hoặc là không còn thì giờ để làm cái gì khác, ca khác để mà làm ra tiền. Mà sự thật là vậy, thời gian đó là hơn tiền nữa. Tại vì có một câu của người Tàu, người ta nói rất là hay, ta nói một khúc thời gian là cũng như rất là quý như một khúc vàng. Nhưng mà người ta nói thêm, nhưng mà khúc vàng đó không có bao giờ mua được một khúc thời gian lại được. Mà sự thật là 1.000 khúc vàng hay 1.000.000 khúc vàng cũng không mua lại một khúc thời gian được nữa. Mà sự đáng tiếc là mình quên mất cái đó đi. Mình cứ nghĩ tiền với thời gian là giống nhau. Giờ cho mọi bác sĩ nghe rõ nữa nha. Giờ đừng hỏi người đàn bà, tại vì như bên Mỹ này người ta rất kỵ mình hỏi tuổi. Tôi hỏi hai người đàn ông này đi. Hiếu mấy tuổi Hiếu? Không nghe Hiếu được hả? Dạ, dạ em 34 tuổi rồi. 34. Còn dạ. Không? Dạ, năm nay em 33 tuổi thầy. 33. Còn anh Nguyên thì mới có 22 tuổi. Ồ, em Nguyên chứ lộn. Sự thật là anh Nguyên là 49, gần 50 rồi. Mà sự thật nữa là gì? Là kế Hiếu, kế thống, cái anh Nguyên có ông mà rất là giàu nhất trên thế giới, ông Elon Musk. Với ông nữa rất là giàu trên thế giới là ông Bezos, chủ của Amazon đó. Thành ra có 5 đứa mình ha. Cái mà khác nhau là hai người đó rất là giàu. Giàu hơn 3 đứa mình nhiều lắm. Cái mà rất là giống giữa 5 đứa mình là gì? Là 5 đứa mình đều có một cái đồng hồ. Mà mỗi giây tích, tích, tích đã qua rồi sẽ không bao giờ trở lại. Không bao giờ trở lại. Mà mấy ông giàu cách mấy cũng không mua được 5 giây, 10 giây, 15 phút, 50 phút đã tích, 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 tích qua rồi. Nhưng mà người ta giàu mình rất là nhiều. Rồi một cái giống nữa là gì? Là 5 đứa mình đều có cái đồng hồ tích, 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 tích hết á. Mà không đứa nào biết khi nào cái đồng hồ nó sẽ ngừng hết. Mình hiểu cái đó rồi mà mình lại quên cái giá trị của thời gian thì chắc không có cách nào mà mình nói thêm được. Thành ra trước khi mình nói tới kinh tế, em muốn nói rõ vấn đề thời gian này. Cái ông thầy mà thương anh Nguyên rất là nhiều, ông tên là Mike Abernathy. Đúng là ông về Việt Nam sắp tới đây mà ông kẹt quá, ông không về được. Anh Nguyên rất tiếc. Thì ông dạy anh Nguyên đây nè. Ngày đó ông nói với anh Nguyên, Nguyên Nguyên mày hiểu này không? Mày hiểu là ai cũng phải trao đổi thời gian để mà làm ra tiền hết đó. Đó là sự thật. Mà câu hỏi mà quan trọng nhất là không phải gì mà là mỗi người mình sẵn sàng trao đổi bao nhiêu thời gian của mình để làm ra bao nhiêu tiền. Thì lúc anh ông hỏi anh Nguyên cái đó, anh Nguyên cũng chưa hiểu rõ nữa. Lúc đó lo ham làm tiền, cái chỉ nhớ đó thôi. Tới khi mà đã mất nhiều thời gian quá rồi thì nó mới trở lại trong đầu nó. Chích chưa, ông nói đúng quá. Mình sẵn sàng mình trao đổi bao nhiêu thời gian mình để làm ra tiền thì mỗi người dĩ nhiên khác đó. Thì cái người mà người ta nói là đã financially free rồi, nghĩa là ta không cần tiền nữa, ta quá dư rồi, thì không cần trao đổi thời gian để cho ra tiền nữa. Thành trước khi mình nói về kinh tế và cạnh tranh và bỏ sức, bỏ thời gian vô để cạnh tranh với những người khác, mình phải hiểu rõ vấn đề này. Từ đó, từ thời gian nói tới một cái khác, nó giống y bon thời gian. Chỉ có hai cái nó giống nhau là thời gian với sức khỏe thôi. Câu hỏi của anh Nguyên hỏi mọi người nè. Ngoài thời gian, mình sẵn sàng mình trao đổi bao nhiêu thời gian để mà làm ra tiền. Anh Nguyên hỏi thêm, mỗi người mình sẵn sàng trao đổi bao nhiêu sức khỏe để làm ra tiền. Vì sức khỏe
cũng như thời gian, không ai mua lại được hết, mà cũng không ai làm ra sức khỏe được hết. Hai cái nó giống nhau là vậy. Tại vì như vậy, giờ anh Nguyên có một cái gì anh Nguyên rất là thích đi, mà làm nó hư, mất. Anh Nguyên không làm nó lại được, tại không biết làm nó. Như lấy chiếc xe đi, có chiếc xe rất là quý, đụng cái rầm, anh Nguyên đâu có làm ra chiếc xe giống cái bon vậy được. Mà sự thật là nếu có tiền, có thể đi ra mua một chiếc giống cái bon vậy được. Là sao? Anh Nguyên không làm ra cái đó được, nhưng mà có tiền đi ra mua một cái khác giống vậy được. Thì thời gian với sức khỏe nó khác. Những chuyện khác là gì? Là một, mình không có làm ra nó được nữa. Và mặc dù mình có nhiều tiền cách mấy, mình muốn đi mua thời gian hoặc sức khỏe, cũng không có cái nào mua thời gian hoặc sức khỏe được. Thì từ đó anh Nguyên hỏi lại mọi người, mỗi đứa mình sẵn sàng trao đổi bao nhiêu thời gian với sức khỏe để làm ra tiền? Trong vòng mười mấy năm, gần 20 năm, hai vợ chồng Nguyên cứ nghĩ tới tiền, nghĩ tới tiền, nghĩ tới tiền, làm bỏ sức, bỏ thời gian vô, quên mất tiêu. Tới khi đã mất quá nhiều thời gian với sức khỏe mới giật mình, thì mới nhớ lại cái câu của ông Mai. Ông nói mày sẵn sàng mày trao đổi bao nhiêu để mà làm ra tiền. Đó, Nguyên chỉ hỏi câu hỏi đó, mình để yên đó. Bây giờ mình đi tiếp tới vụ cạnh tranh đi ha. À, nhắc lại câu này của ông Gandhi rất là hay. Mình nói tới cái mà mình mới nói, thời gian sức khỏe không làm ra được, mình cũng không mua được. Ông nói nếu vậy mình nên sống như là ngày mai mình sẽ chết vậy đó. Nghĩa là sao? Thời gian sức khỏe nó ngừng cái rùm ngày mai. Nếu vậy mình tự hỏi, nếu mình chết ngày mai thì mình sẽ đối xử như sao với mọi chuyện? Mình có ở lại phòng mạch mình làm thêm vài tiếng nữa không? Đúng không? Lúc đó mình như giật mình. Nhưng mà phần lớn mấy người giật mình là mấy người đã ngồi trên cái giường trong nhà thương, người ta sắp qua đời rồi. Mà có một cái interview người ta hỏi mấy người trong nhà thương, khi mấy người này sắp qua đời rồi, hỏi mấy người nghĩ về gì khác, biết gì không? Kết luận là không ai nói tới tiền hết á. Mà cũng không ai nói tới việc làm của người ta. Người ta nói, à bây giờ sắp chết rồi, người ta nghĩ về mọi chuyện khác, không nghĩ về tiền, không nghĩ về việc làm. Hay là kinh tế ngày mai, năm tới, 6 tháng nữa nó làm sao hả? Nếu ngày mai là ngày chót mình hả? Anh Nguyên dám cả mình không cần biết tới kinh tế. Không có nghĩa là không quan trọng nha. Mình nói rõ, không phải là mình nói tiền không quan trọng, mình không nói là kinh tế nó sắp xuống không quan trọng. Mình chỉ nói là giữa cái đó với thời gian sức khỏe, không có cách nào mà mình compare đó, so sánh đó. Đó. Anh Nguyên mới nghĩ ra cái này, anh Nguyên hay nói với những người học Root Camp là vậy. Tưởng tượng tối nay mình sắp sạc nghiệp đi, là không còn đồng nào hết. Ví dụ ngày mai hả, anh Nguyên sẽ xăng tay áo lên, làm ra tiền lại. Sẽ cực thiệt, nhưng mà làm ra tiền lại được. Tối nay mà anh Nguyên sạc nghiệp thời gian với sạc nghiệp sức khỏe, đâu có ngày mai nữa đâu mà xăng tay áo lên. Nhưng mà ông Gandhi ông lại nói cái câu tiếp. Ông nói nhưng mà về vấn đề kiến thức hả? Nhớ là cứ tiếp tục học, học như là không bao giờ mình sẽ qua đời hết đó. Sống hoài hoài. Wow, ông này ông hay thiệt ha. Khỏi phải nói thì mình happy là mình hạnh phúc làm sao ha. Cái đó mỗi người khác nhau. Nhưng mà anh Nguyên chắc chắn nếu mình vẫn còn lo lắng về tiền, không có cách nào mà mình happy được. Mình có thể mình tưởng tượng như là mình happy, mình nghĩ là mình happy, nhưng mà thật ra chỉ là cái ảo tưởng đó. Thành ra muốn mà
mà happy á, mình phải không có lệ thuộc về tiền nữa. Thì anh muốn dám cá ông Bezos với ông của Tesla đó, ông Musk á, thì chắc người ta đã financially free, không cần tiền nữa. Anh Nguyên nghĩ vậy nha, không biết, anh Nguyên không biết mấy người này rõ. Thì câu hỏi người ta có happy thiệt hay không, anh Nguyên không biết. Nhưng mà anh Nguyên biết một cái là người nào mà còn lo lắng về tiền bạc, tối nay lên giường đặt đầu xuống mà còn nghĩ tới ngày mai có đủ tiền để sống hay không, hoặc chứ chưa có trả cái nợ này hay nợ kia được hay không, thì người đó đâu có hạnh phúc được. Mặc dù mình cứ nói là ô tôi hạnh phúc, mà sự thật là lo lắng đâu có hạnh phúc được. Là tiền quan trọng nha, nhưng mà để kế bên thời gian sức khỏe thì hai cái nó chỉ là rất là khác nhau thôi. Rồi bây giờ nói tới tiếng Anh nó kêu là RTTB đi ha. RTTB nghĩa là gì? Race to the bottom, nghĩa là mình chạy đua, mình cạnh tranh, nhưng mình cạnh tranh đi, mình càng ngày càng mình càng tiến bộ, mình đi lên, mình lại cạnh tranh càng ngày càng đi xuống. Một cái nói rất là gần mình là gì? Mình phải bớt bị trả giá, mình phải chấp nhận người ta trả giá, mình phải hạ giá. Là khi mình hạ giá rồi mình phải làm nhanh hơn, lẹ hơn, nghĩa là sao? Nghĩa là cái quality của mình nó phải xúc thôi. Tại vì anh muốn hỏi, nếu cái đồ nào mà nó rất là tốt thì là tại sao nó rẻ được? Không có cách nào mà như vậy được hết. Hồi nãy anh muốn hỏi nên những bác sĩ đây có một số rất là lớn, mà anh muốn hồi đó trong cái trường hợp này rất là sâu, là mình cạnh tranh mà cạnh tranh đi xuống đó, là sao? Nghĩa là mình phải làm thêm trên màn ảnh coi. Mình càng ngày mình càng làm thêm nữa. Mà khi mình làm thêm mình lại làm ra càng ít tiền nữa. Mà trong khi mình đã làm thêm, làm ít tiền mình lại lo lắng thêm nữa. Cái câu trên màn ảnh là vậy. Là làm thêm, làm ra ít tiền nữa mà lại lo lắng thêm. Là sao? Không hiểu nổi. Sự thật là cạnh tranh là vậy. Mà cạnh tranh nó lại đi xuống phần lớn. Mỗi năm ở Mỹ này có 7.000 nha sĩ ra trường. Nghĩa là sao? Mỗi năm bơm vô 7.000 người nữa có thể cạnh tranh với mình. Mà cái số bệnh nhân cũng có thể lên. Mà sự thật là gì? Mỗi bác sĩ cạnh tranh với nhau, cái tiền người ta làm ra lại xuống. Giờ anh Nguyên hỏi ba người giúp anh Nguyên nè, là tiếng Anh có supply and demand, tiếng Việt là kêu là gì? Chữ gì anh? Supply. Supply nghĩa là có nhiều người bán cái gì thêm á, supply. Nhiều người đem là... hả? Chữ này em thấy hơi lạ, không biết Thống với Hiếu có biết không? Supply giống như là cung cấp cái sản phẩm gì hả? À, Hiếu supply. Nói là supply là cung cấp. Cung cấp. Yeah. Rồi, cung cấp. Còn demand. Demand là sao? Demand là cái người mà người ta muốn mua cái đó đó. À. Demand. Thì nãy anh nói vậy là cũng là nghĩa đó luôn rồi đó. Là cái người mua, cái số người mua ấy gì phải không? Anh dùng chữ đó để gì? Rồi. À, Phương nhắc Nguyên sao đây, là cung cấp với cầu hả? Thế cung cầu. Cung cầu. Ở đây là bạn Nguyễn Trung Hưng nói là dạ quy luật cung cầu nè. Cung cầu. Ok, rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Bây giờ cung cấp với cung cầu phải không? Đúng không? Nhu cầu. Cung cấp với nhu cầu. Nhu cầu. Rồi. Giờ mình dòm hai cái tay của anh Nguyên này nha. Cung cấp với nhu cầu. Đừng nói tới nha khoa và nội nha gì hết, khoan nè. Mình chỉ nói buôn bán cái gì cũng vậy hết á. Cung cấp với nhu cầu.
khi cung cấp nó lên á, thì thống hiểu nghĩ cái gì nó sẽ xảy ra với nhu cầu. Cung cấp nó lên thì nó sẽ vượt cái nhu cầu, vượt xa cái nhu cầu. Thì nhu cầu nó sẽ sao? Cung cấp lên là giá nó sẽ rẻ, là sản phẩm nó sẽ nhiều, mà cái lượng bán ra là nó ít, nó dư sản phẩm, thành ra cái giá thành nó sẽ rẻ xuống. Mình khoan nói giá đi ha, mình nói nhu cầu. Nó sẽ lên đi, nó sẽ xuống. Có thể lên cũng có thể xuống. Không, khoan nghĩ tới khác, chỉ có cung cấp nó lên thì nhu cầu nó làm sao? Đầu lên. Lên không? Em nghĩ lên. Nếu vậy hiểu các nghĩa, tại sao nó lên? Yeah. Ví dụ như lúc trước nha, mua chiếc ô tô đi nó khó khăn quá. Thì một số người ta mua được thôi. Giờ như ở Việt Nam thì ô tô nó sản xuất quá nhiều nên rồi anh thấy là giờ người ta mua cũng được nhiều hơn. Nó dễ mua hơn. Đây là nhu cầu mà ai cũng có thể mua được, dễ tiếp cận hơn. Còn ví dụ còn lúc trước thì ít chỗ bán rồi vậy, còn ít sản phẩm mà nhiều khi quá trình mua nó khó khăn. Mà cái đó là cho người mua ha, mình đang nghĩ tới người mua, nhưng mà mình đối với cái nhu cầu cho mấy cái hãng bán xe thì sao, nó lên hay nó xuống? Giờ như nói về math đi ha, về toán, có một hãng bán xe tại Việt Nam, đúng không? Một hãng duy nhất thôi. Có 100 người muốn mua xe hơi thì cái nhu cầu cho cái hãng xe đó là bao nhiêu người muốn mua xe hơi? 100, đúng không? Bây giờ có một hãng xe mới nó mở tiệm ở Việt Nam, vẫn có 100 người, thì bây giờ 100 người đó đều ra mua xe hơi hết. Thì nói hai hãng này bán xe hơi giống nhau, thì theo toán sẽ 50-50 mua xe hơi của hãng này với hãng kia, đúng không? Thành ra rốt cuộc cái nhu cầu về mua xe hơi nó lên hay nó xuống? Xuống. Xuống. Tại sao? Tại cung cấp nó lên, đúng không? Đồng ý không? Thành ra dòm lại hai tay nuôi nè. Cung cấp nó lên, không gì thay đổi nha. Mình chỉ nói cung cấp với nhu cầu thôi. Nhu cầu nó sẽ xuống chắc chắn. Thành ra mỗi năm ở Mỹ 7.000 nha sĩ nó ra trường, cung cấp về trị nha khoa nó sẽ sụp chắc chắn. Tại sao? Tại cạnh tranh nó lên đi nó xuống. Lên. Đừng nói tới kinh tế nha, chỉ nói về cung cấp với nhu cầu thôi. Thành ra mặc dù dân cũng lên, số lên, nhưng mà cái số mà cung cấp nó lên quá lẹ, mà cái số nhu cầu nó không lên bằng, thì chắc chắn là cạnh tranh nó sẽ càng ngày càng gắt. Rồi giờ mình thêm vô một chuyện nữa đi. Đừng nói là cung cấp với nhu cầu nó lên nó xuống gì nữa. Nó đang đứng tại chỗ, bị đụng cái rầm, có gì đó nó làm kinh tế sụp. Hay nhu cầu, không, cung cấp nó lên thì nó xuống. Cung cấp xuống. Thiệt ra có thể xuống, có thể lên, nhưng mà chắc là nó sẽ sụp luôn. Nhưng mà giờ nói thí dụ cung cấp nó đứng yên tại chỗ đi, nhu cầu nó sẽ sụt hay nó sẽ lên hay nó sẽ xuống, hay nó sẽ bằng đứng yên, xin lỗi. Nếu mà cung cấp đứng yên thì nhu cầu nó sẽ tăng.
nhưng mà kinh tế nó mới bị đụng cái đầm, nó xúc vậy nhu cầu nó sẽ xuống. À đó, hay giờ tưởng tượng coi, cung cấp nó vẫn tăng lên là nhu cầu nó sụt xuống, bị đụng cái rầm kinh tế nó lại sụp, nhu cầu xuống, nhu cầu xuống cái xuống rụp 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 luôn. Thì trên thế giới đây mình đang sẽ sắp thấy kinh tế nó sẽ sụt rất là nặng, mà không phải tại xứ này xứ kia, không, cả thế giới. Và trong lúc đó vẫn có nha sĩ ra trường. Thành ra mình phải tự hỏi làm sao mà mình vượt qua cái kinh tế nó sắp xúc. Đừng nói chi kinh tế nó đứng yên, nhu cầu nó cũng sẽ tiếp tục tụt lút. Bây giờ kinh tế nó lại xúc, nghĩa là nhu cầu tụt lút còn nặng hơn nữa. Thành ra câu hỏi là bây giờ mình làm sao mà mình vượt qua cái đó được. Thì dòm trên màn ảnh, từ ông Phật tới ông này, tới ông nọ, tới ông Lão Tử, tới ông Khổng Tử, đều nhắc mình là gì? Cái destiny tiếng Việt là gì? Sứ mệnh. Thắng nói lại. Destiny có thể là sứ mệnh hoặc là định mệnh thôi. Sứ mệnh. Định mệnh, sứ mệnh, ok. Mấy ông này đều nói là cái đường đi của mình nó đi xa cách mấy mà. Destiny mình nó đi tới đâu hay không đi tới đâu là từ trong cái kiến thức mình đã ra đó. Cái sự hiểu biết của mình, cái trí của mình, trí tuệ của mình. Thành ra sắp tới đây câu hỏi làm sao mình vượt qua kinh tế yếu được là trở lại cái trí của mình. Thành ra khi đó mình nói tới cắt chóp hay không cắt chóp, hay làm cách này làm cái kia, làm implant, đừng quên là làm gì làm phải trở lại cái trí tuệ của mình, cái sự hiểu biết, cái trí mình nó giỏi, nhưng mà không phải giỏi không, cái trí mình nó có mạnh để mà nó chịu đựng được hay không. Mấy ông lính á, mặc dù ổng mạnh được mạnh á, cái quan trọng nhất là phải mạnh trong trí trước, rồi xong cái mạnh sức của mình nó mới đáng nói tới. Là cái câu bên Mỹ nó hay nói là it's mental. Cái này nè mới là quan trọng. Mình coi thể thao đi, có mấy thể thao mà rất là đòi hỏi về sự mạnh mẽ trong trí mình là gì? Tennis nè, đánh golf nè, không có đá banh nha, mà có gymnastics nè, bơi lội nè, và cái thứ năm là đánh baseball ở Mỹ nè. Trên thế giới không có nhiều baseball, nhưng mà năm cái đó là năm cái thể thao mà đòi hỏi rất là nhiều về cái sự mạnh mẽ trong trí mình. Nội nha cũng vậy nha mấy bác sĩ, nội nha đòi hỏi cái này rất là nhiều. Rồi trước khi mình tiếp tục, anh muốn nhấn mạnh là cái destiny mình nó lệ thuộc cái sự mạnh mẽ trong trí của mình. Thành ra thắng thua cũng vậy, giống như Bon. Mình kia mới đi trước. Thành ra ông Lão Tử cũng nhắc cái này nè, coi chừng sự suy nghĩ của mình nghe, tại vì nó sẽ thành lời nói sẽ thành hành động nó sẽ thành một cái thói quen nó sẽ thành cái tánh tình của mình, rồi tánh tình mình nó sẽ điều khiển cái destiny của mình. Wow, ông này ông hay quá. Thật ra cái người mà không có suy nghĩ kỹ, không có mạnh trong trí là coi như là người ta đã hụt cẳng rồi. Rồi nói trở lại về kinh tế sẽ khó khăn và mình sao mình vượt qua được, trở lại đây nè mấy bác sĩ. Thành ra sắp tới đây làm sao mình vượt qua kinh tế khó khăn, mình coi cái trên màn ảnh đấy nè, coi câu của ông này, ông nói cái người mà lúc nào cũng pessimist là sao? Nói tiếng Việt là gì? Pessimist. Là chuyên môn. Không phải specialist. Ở trên màn ảnh đó, Thảo. Chữ pessimist.
Ngược với lạc quan, Phương nhắc nguyên lạc quan là optimist hả? Bi quan. Dạ, optimist. À, ra bi quan là pessimist. Thì cái người bi quan á, lúc nào cũng nói, tại sao có gió? Còn cái người lạc quan á, thì nói, ô không sao, gió nó sẽ đổi hướng mà, đừng lo. Còn cái người thực tế, ta nói, mày biết gì không? Gió sẽ vẫn có gió, đừng có than phiền vậy. Mà gió nó cũng không có đổi như mày muốn đâu. À, thôi tao thực tế hả? Tao sẽ đổi cái bường của tao, đổi hướng. Hay không? Cái người thực tế đó. Thì nó nhắc mình gì là sắp tới đây kinh tế nó sẽ khó khăn hả? Đừng có ngồi đó than phiền. Đừng có trách này, trách kia, trách nọ. Tại tôi ở đây, ở đó, thì chị tôi, chính phủ cái gì, đừng đổi thừa. Mà cũng đừng có làm thành người lạc quan, nói ô không sao, sao mà không sao được. Sự thật là nó sẽ khó khăn, rất là khó khăn. Thật ra bây giờ mình nói làm sao, đổi bườm đi ha, bác sĩ. Thật ra đổi bườm bằng cách nào? Bằng cách là mình phải lựa chọn, cái ông này, ông nói này rất là hay. Cái destiny mình đó, không phải là hên xui mai rủi. Destiny mình là mình phải lựa chọn. Không phải mình ngồi chờ đó, nhưng mà mình phải tiến tới và làm cho nó thành hình. Mà anh Nguyên sẽ thêm một câu, không phải là lựa chọn, mình lựa chọn mỗi ngày. Sự thật là mình phải lựa chọn mấy cái khó khăn đó. Chọn lựa mấy cái khó khăn rồi, mình mới có thể mình vượt qua mấy cái khó khăn được. Thành ra không phải là chọn lựa nha, phải chọn lựa mấy cái khó. Đó. Nhưng mà cái đó khó ha. Thành ra, hãy mình lấy 100 người á, những cái research nó nói gì? 97 người sẽ lựa chọn dễ. Nhưng mà chỉ có 3 người sẽ chọn lựa mấy cái khó mà làm. Thành ra, trở lại nha khoa, 97% người ta sẽ lựa những chuyện dễ, nhưng mà 3% sẽ đi lựa mấy cái khó mà làm. Thì mấy cái research nó nói gì? Là 3% đó là sẽ là rất là thành công. Khó khăn hay không? Kinh tế sụp đổ hay không? Mấy người đó vẫn vượt qua như thường. Từ đó mới trở lại ông đảo tự, ông dạy cái khác, ông nói mình có thể cho mỗi người một con cá mỗi ngày, nhưng mà mình chỉ cho người ta sống được ngày đó thôi. Nhưng mà ông nói nếu mình chỉ người ta câu cá thì lại mình sẽ giúp người ta sống cả đời luôn. Ngày nào đó ông thầy mà ông dạy câu cá, ông chết đi, cái người trò vẫn tiếp tục câu cá được. Nhưng mà nếu ông thầy đó, thay vì ông dạy câu cá, ông lại đem con cá lại tận miệng, thì ngày nào ông thầy ông không còn sống nữa, mấy người trò đói hết. Thành ra khi nói tới kinh tế khó khăn đó, anh Nguyên muốn nhắc mọi bác sĩ là mình phải học những gì khó. Và khi mình học, học làm sao mà mình sau đó mình tự túc được. Đừng có chờ người ta đem tới tận miệng mình. Rồi nói về nha khoa và nội nha, học cái gì mà phải hiểu, dùng cái trí. Hiểu cho rõ. Để mà khi ông thầy mình không còn đó, mình vẫn dùng cái kiến thức đó để mà đi câu cá được. Đừng có chờ ổng cứ đem tới tận miệng mình, tại vì ổng không có sẽ đó hoài hoài. Thành ra nói tới sự khó khăn đi ha, lựa chọn, chọn lựa những sự khó khăn. Có cái câu này nó nói, nếu cái gì quan trọng á, thì mình sẽ cũng tìm ra cách để làm. Còn cái gì không quan trọng, thì mình chỉ sẽ tìm ra lý do tại sao mình không làm được thôi. Thành ra mình tự hỏi có gì quan trọng, nãy giờ mình nói, cái quên mất hai cái quan trọng nhất là gì?
hai cái mình không làm ra được thêm nữa, mà cũng không mua thêm được, là thời gian với sức khỏe. Rồi nếu bác sĩ nào mà đồng ý với mình là thời gian với sức khỏe là quan trọng nhất, thì mình tự hỏi có cách nào, cách nào cũng được đó, tôi sẽ tìm ra cách để mà giữ gìn sức khỏe và giữ gìn thời gian. So sánh với comedian bé đi, nếu mình có em bé mình rất là thương nó, có gì xảy ra mình ôm nó, mình che chở bằng mọi cách, đúng không? Anh biết Hiếu có em bé còn nhỏ tuổi, thì anh muốn biết là Hiếu cũng sẽ làm như vậy. Thì thời gian sức khỏe nó cũng quý như đứa em bé đó vậy. Tại vì nếu mình không còn đó, nếu không còn thời gian sức khỏe, không còn đứa em bé, không có ai che chở cho nó, thì mình cũng nên ôm sức khỏe với thời gian mình như vậy nè. Không ai được đụng tới, quá quý đi. Mà nếu vậy tại sao mình lại làm bù đầu bù cổ không ngừng? Chỉ câu hỏi để yên đó thôi. Rồi giờ nói về sự học hỏi đi ha, xong mình nói tới nội nhà, nói tới các chớp. Có bốn chặng về học hỏi. Cái chặng đầu là gì? Tôi không biết là tôi không biết. Mà nếu tôi không biết là tôi không biết thì đâu có gì nói nữa. Tôi ngồi yên tại chỗ. Cái xong ngày đầu đó, cái chặng thứ nhì xảy ra. Đấy, ý chích chưa? Bây giờ tôi biết là tôi không biết. Mà nếu tôi biết mà tôi không biết, mà lại tôi biết cái chuyện đó rất là quan trọng, thì tôi mới tìm đường đi để mà tìm hiểu thêm, để mà tôi biết. Thì cái người đó tìm chuyện này quá quan trọng đi, thí dụ người ta tìm mọi cách, người ta đi học cái chuyện đó, thì khi người ta học là tới chặng thứ ba, người ta mới thành tôi biết, nhưng mà tôi phải suy nghĩ tới cái chuyện đó, nghĩa là chưa có giỏi. Thành ra mình dòm cái người đi ngang chặng thứ ba, mình thấy làm sao? Thấy người ta làm rất là mất thời giờ, rất là lo lắng, tại chuyện này quá mới đi, mỗi lần làm gì phải suy nghĩ rồi mới làm được, căng thẳng, lo lắng. Cái xong cái người đang chặng thứ ba này, người ta huấn luyện cho nhiều rầm, cái người ta mới tới chặng thứ tư là gì? Là bây giờ người ta giỏi rồi mà người ta không cần suy nghĩ tới nữa. Tôi biết nhưng mà tôi không cần suy nghĩ tới nữa. Thì mình dòm cái người tới ở ngay chặng thứ tư này là sao? Người ta làm rất là nhanh. Người ta vừa làm, vừa giỡn, vừa cười. Mà cái hiệu nghiệm của nó rất là cao. Kết quả và chất lượng rất là cao. Đó, thành ra nội nha hay là nha khoa hay là gì cũng vậy. Nó đi ngang bốn cái chặng này. Hai chặng đầu khỏi nói, tại mình lúc đó mình còn đang lạc, đi lạc rồi. Nhưng mà mình khi mình bắt đầu lên đường rồi đó, cái chặng quan trọng nhất là cái chặng chót. Mà cái chặng áp chót từ tới cái chặng chót chỉ có, nó chia ra một bằng một khoảng cách là gì? Huấn luyện. Làm đi làm lại cho nhiều. Mà mỗi lần mình làm lại mình phải kiếm cách làm sao mà mình tiến cao hơn, chứ không phải làm đi làm lợi để mà làm đi làm lợi. Rồi nếu cái chặng chót mình để cái equal đi ha, bằng gì? Bằng người chuyên môn hay người chuyên gia? Có nghĩ như nào? Hiểu ý anh Nguyên nói không? Cái chặng thứ tư này mình để nó bằng cái chữ gì? Chuyên môn hay chuyên gia? Cái chặng thứ tư này chắc gần chuyên gia rồi quá. Chuyên gia. Người chuyên môn cũng có thể là chặng thứ tư này, nhưng mà không bắt buộc là thiệt. Có thể hoặc có thể không. Người tổng quát có thể tới chặng thứ tư này hay không? Dĩ nhiên là có. Trở lại cái vấn đề là không phải là tổng quát hay là chuyên môn, nhưng mà là chuyên gia hay không chuyên gia.
cái người tới chặng thứ ba mà không huấn luyện hả, không thành chuyên gia được. Chỉ vài chuyện nhắc tới này đã ha. Trước khi mình nói tới cái cách nào mà để mình vượt qua cạnh tranh nữa, ông Khổng Tử ông nói này nè. Ông nói nếu tôi nghe, tôi chỉ nghe không á, thì tôi sẽ quên mất đi. Nếu tôi thấy thì tôi sẽ nhớ. Rồi ông nói nếu tôi hiểu, nếu tôi làm thì tôi hiểu. Mà tôi, nếu tôi hiểu thì tôi lại nhớ lâu hơn. Cái này là nguyên thêm nha. Cũng mấy chặng học thôi nha. Là nếu mình dạy mà mình chỉ để nó nghe không á, thì người ta sẽ quên. Mà hễ mình để người ta vừa nghe và vừa thấy á, thì người ta sẽ nhớ. Mà hễ mình giúp người ta hiểu tại sao á, thì người ta sẽ nhớ rất là lâu. Khi học về cắt chóp, mời bạn nhớ nha. Mình dòm người ta làm cắt chóp là một chuyện, mà mình nghe là một chuyện, mà mình nhúng tay vô mình làm á, và mình hiểu rõ tại sao á, thì ba chuyện khác nhau á. Trở lời cái này, bây giờ mình có thể chịu đồng ý là mình càng ngày càng làm nhiều hơn, mà lại làm càng ngày càng ít tiền hơn, mà lại lo lắng không? Thì đâu ai muốn vậy. Ngược lại mình muốn, cái ngược lại là gì? Mình muốn làm càng ngày càng ít lại, mà lại làm nhiều tiền hơn, mà lại ít căng thẳng hơn. Mà ai cũng hết làm, có cách nào mà tới đó được? Chỉ có một cách là gì? Cách nào mà bớt cạnh tranh là sẽ dẫn mình tới làm ít hơn mà lại nhiều tiền hơn và lại bớt căng thẳng. Nếu mình không thay đổi được cái vụ cạnh tranh này hả, thì cái này chỉ là ảo tưởng thôi. Thành ra hiện tại một số lớn của những bác sĩ có mặt đây tối nay, và hồi đó mình cũng trong tình trạng này, mình chạy đua mà chạy đua xuống, thì coi nè, coi cái hình này mắc cười. Mình chạy vượt qua cái làng chót này, cái người ta quăng hô nó wow. Ê, cái người thua là anh Nguyễn Thường Nguyên. Tại vì nói ô, cái người thắng là anh Nguyễn Thường Nguyên, là nói cái người thua, tại vì ai đứng đây cũng đã thua hết. Tại sao? Tại mình chạy đua mà chạy đua xuống. Mắc cười mà thiệt ra buồn thiệt, tức thiệt. Mình làm trầy da tróc dãy, chạy qua cái lần này, cái người nói ô, cái người mà thua là anh Nguyễn Thư Nguyên. Ghê không? Đây nè, chạy đua mà chạy xuống này nha. Làm cho nhiều thêm nha. Làm ra nhiều tiền thêm nha. Mua nhiều thứ thêm nha. Tiếp tục chạy đi nha. Làm thêm nữa nha. Và làm ra nhiều tiền lắm nha. Cái xong ngày nào đó té cái đùng ra, cái đồng hồ nó mới đứt dây, ngừng tại chỗ. Chỉ để yên tại đó nha, chỉ để cho mọi người suy nghĩ. Còn cái này ai cũng biết cái phim này đó nha. Linh dịch cái này ra giùm anh Nguyên để phụ đề ở dưới nè. Mình coi thử nha. Cái này là The Hunger Games. I just want them to change me. How would they change you? I don't know. I'm gonna turn me into something I'm not. I just don't want to be another piece in their game, you know? Yeah, I just keep wishing I could think of a way to show them that they don't own me. Remember who the real enemy is.
Everything will be different. I want you guys to forget everything you think you know about the game. What do I need to do? You really want to know how to stay alive? You get people to like you. Listen to me. You're stronger than they are. You are. They just want a good show. That's all they want. Since the last games, something's different. I can see it. What can you see? Hope. Wow, cõi này xong mình nói chắc cái phim này nó làm cho cho tình trạng nội nha của mình đó. Quá, quá đúng đi. Hồi nãy trước khi anh Nguyên nói về làm sao mình ra khỏi sự cạnh tranh của nha khoa và nội nha và kinh tế nói chung hết. Mình phải nhớ lại những gì mình mới thấy đây nè. Wow, chỉ có 1/24 đứa nó sẽ vượt qua được thôi. 1/24 là gần như 3%. Wow, nãy Nguyên mới nói 3%. Từ cái research nó nói là 3%, thì trong phim này nó nói 1/24. Và nói tới khúc chót là mình có hút. Thành ra bây giờ ai cũng sẽ suy nghĩ kiểu khác nha. Mình hốt á. Hốt là gì? Hốt là gì sự? Có hy vọng là mình sẽ vượt qua kinh tế khó khăn sắp tới đây. Hy vọng chỉ có một cái chiến lược của mình sẽ phải sao. Thì anh Nguyên tiếp tục nha. Bây giờ mình không muốn hạ giá nữa. Nói thật là không muốn nữa. Stop. Tôi làm quá mệt rồi. Oh, no, 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 không có hạ giá nữa. Không, không chịu nổi nữa. Không muốn. Stop. Mà mình phải hiểu tại sao mình lại chịu hạ giá. Tại sao mình căng thẳng như vậy? Tại vì mình làm quá nhiều. Mình làm lại làm nhanh, 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 nhanh. Đi đường tắt. Thì dĩ nhiên căng thẳng. Mà lại càng làm nhiều mà lại càng ít tiền hơn. Quá căng thẳng. Mà không biết bên Việt Nam thống với Hiếu. Bây giờ có cái vụ mà bảo đảm này bảo đảm nọ trong khi làm răng á. Không có. Có không? Có. Bảo hành có nhiều không? Có nhiều không? Không nhiều. Không nhiều. Bên dạ. Mỹ thì rất là nhiều. Rồi nói nhanh qua chuyện này đi ha. Nha khoa hồi đó là mình là bác sĩ. Cái việc chánh mình là lo cho sức khỏe của bệnh nhân. Khi xong ngày nào đó bùm, mình thành người buôn bán. Cái tự nhiên mình bắt đầu hạ giá, bảo đảm, cho đồ này, cho đồ kia để câu khách. Mình từ người bác sĩ thành người buôn bán. Thành người chuyên về kinh doanh. Cái xong cái đường đó tách ra đi hướng khác hẳn. Nói về bảo đảm đi ha. Sự thật là bảo đảm cũng được. Nhưng mà có mấy điều kiện rất là rõ. Theo Hiếu với Thống, khi nào mình nên bảo đảm một cái sản phẩm gì đó. Đừng nói tới nha khoa, đừng nói tới nội nha. Khi nào mình nên bảo đảm một cái vật chất gì đó? Bảo hành đó thầy. Thì thứ nhất là phải đảm bảo được cái chất lượng. Ví dụ như là buôn bán đi. Thì mình phải đảm bảo cái hàng hóa đó của mình bán ra phải chất lượng. Thì mình mới bảo hành. Mình mới bảo đảm cho bệnh nhân. Hoặc là cái người mua hàng. Nhưng mà cái điều kiện để mà mình bảo đảm cái gì đó là phải là gì? Mình mới nên bảo đảm. Thì mình phải biết chắc chắn là cái đó sẽ thành công. Ví dụ như là ví dụ như em nói về nội nha đi, thì mình biết được cái thất bại của nó nằm ở đâu.
thì mình mới biết là sẽ không không thể nào bảo đảm cho bệnh nhân được. Nhưng mà trước khi mình bảo đảm cái gì đó phải có điều kiện gì rất là rõ, mình mới nói à tôi chịu bảo đảm này, hoặc nói no, tôi không chịu bảo đảm cái này. Cái điều giải kiện thích là gì? Điều kiện là cái mình phải giải thích cho bệnh nhân và mình phải có cam kết. Thống khoa nghĩ tới bệnh nhân thì bỏ nha khoa ra, bỏ bệnh nhân, bỏ nội nha ra một bên đi. Nói về một cái sản phẩm gì đó. Điều kiện để mà bảo đảm là gì? Mình có đó rồi mình mới nói ok, tôi sẵn sàng bảo đảm. Còn mình không có khả năng này đó. Mình có khả năng mình, ví dụ như mình bán cái xe đi thì mình có khả năng mình hư đầy cái xe khác. Nhiều khi sức khỏe mình hư rồi mình đâu có đầy nữa. Hiếu nói này bắt đầu tới gần cái sự thật này. Giờ nói đơn giản đi ha. Là vậy, nói chiếc xe, cái máy, tivi gì đó. Có hai điều kiện. Một là nó phải từ trong một cái xưởng nào đó nó ra, hãng xưởng nó ra. Cái khuôn người ta làm ra, đó là điều kiện số 1. Có cái đó, tôi mới nói, có thể tôi mới bảo đảm. Và điều kiện thứ nhì là gì? Cái người sử dụng. Cái người sử dụng. Khoan nói với người sử dụng, nói về riêng mình, cái người bán cái sản phẩm đó đi. Điều kiện thứ nhì là cái sản phẩm đó phải có những cái bộ phận mà nếu nó hư nó cũng phải từ trong cái hãng xưởng đó nó làm ra mấy bộ phận đó để mình đem về mình ráp vô lại mình mới sửa hết. Cái đó được đúng không? Có phụ tùng thay thế. Đó đúng rồi đó. Cho anh Nguyên hai điều kiện đó, anh Nguyên mới sẵn sàng đảm bảo cái vật chất đó. Không có đó hả? Đừng hỏi no. Nếu tôi đảm bảo đó là tôi không có khỏe trong đầu. Đó, mà đâu có gì mình suy nghĩ tới đâu. Tự nhiên ngày rồi đó, bác sĩ, nha sĩ gì bắt đầu bảo đảm này, bảo đảm nọ. Tại sao? Tại cạnh tranh quá, quá nặng, quá mạnh. Giờ ba đứa mình cạnh tranh nhau đi. Hiếu bắt đầu bảo đảm này hả? Thống với anh Nguyên bắt buộc nếu muốn chịu đựng được phải đảm bảo theo. Hiếu hạ giá hai mình cũng phải chạy theo. Cái xong Thống nói ê Nguyên mình qua mặt nó không, mình hạ giá hơn nó nữa với mình đảm bảo theo nữa. Cái xong Hiếu nó nói chết chưa, giờ tôi muốn cạnh tranh nữa, tôi phải chạy theo, chạy đua xuống dốc. Wow. Thật ra, nãy nói discount đó, nhưng nó no, tôi không muốn nghe nữa. Nhớ bàn khỉ, không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn nói tới nữa. Không chịu hạ giá nữa. Không muốn nghe tới, đảm bảo nữa. Tại không làm được, không có đúng. Nhưng mà mình thành người chuyên về kinh doanh, đó, thì tự nhiên bắt đầu làm mấy cái như vậy. Thật ra anh muốn bây giờ đề nghị ngừng lại, không chạy đua nữa, trong vòng vài phút thôi, vài giây thôi, thở một cái dòm ngược lại nói tại sao mình làm cái này, tại sao mình hạ giá, công việc mình không tốt sao mình hạ giá. Nó không, công việc tôi tốt, chất lượng rất là cao. Ngừng lại, nếu vậy đừng hạ giá nữa. Ngừng lại một phút, nói bộ làm nội nha là từ trong một cái hãng xưởng nó ra hay sao? Cái răng nó có từ trong hãng xưởng ra không? Không. Có những cái này, Thống nói cái chữ đó là gì, những cái bộ phận gì? Bộ tùng là thay thế này, một cái bộ phận. Bộ tùng là thay thế. Không có để thế cái răng đó. Có nhiều người nói, ô có. Implant. No, hai chuyện khác nhau nha. Implant không phải cái đó. Hai chuyện khác nhau. Ghê không? Mình không ngừng lại hả? Mình không thấy rõ. Ông lão tử cũng nói, nếu nước nó chảy lẹo á, mình đâu có thấy cái bóng mình trong nước đâu, không thấy rõ. Lặn nước đi, ông Phật cũng nói vậy, cho nước lặn xuống đi, tự nhiên mình thấy rõ. Mà khi mình chạy càng ngày càng lẹ, càng ngày càng căng thẳng, sao mà mình thấy rõ được. Ghê không?
Thành ra giờ anh Nguyên nói tới cái chiến lược nè. Nãy giờ nói cái vấn đề quá nặng rồi, ai cũng mệt quá, ai cũng không chịu nổi nữa. Giờ nói tới chiến lược, làm sao mình không chạy nữa, không cạnh tranh nữa. Hoặc cạnh tranh sẽ có, nhưng mà mình cạnh tranh để mình đi lên chứ không phải đi xuống nữa. Thì có cuốn sách này, nếu có ai mà thích đọc sách nên mua cuốn sách này. Nó tên là The Purple Cow, con bò tím. Thì nói tóm thì là gì? Mấy con bò không có con nào tím hết. Mà không có con nào tím ấy, thì mình chạy trên đường ấy, mình thấy bò trắng, bò đen, bò vừa trắng vừa đen, thì mình đâu có để ý đâu. Nhưng mà mình chạy ngang mà thấy con bò tím, nó nói thông, ngừng xe lại. Hoặc quanh đầu lại đi, anh mới thấy con bò tím, mà anh không chắc, chắc là tưởng tượng. Cái thông hoành đầu xe lại, cái chạy ngang lần nữa nói đúng rồi con bò tím. Cái mình làm gì, mình ngừng xe lại nói thông đâu, chụp hình anh Nguyên nè, chụp hình anh Nguyên với con bò tím đi. Con bò tím nó bao nhiêu vậy, anh Nguyên muốn mua. Mắt cách mấy anh Nguyên cũng muốn mua nữa, anh Nguyên muốn con bò tím. Chỉ tại vì chỉ có một con bò tím ở đấy rồi đó, chứ bây giờ thấy con bò nào khác tím ấy. À, thật ra giờ mời bác sĩ mình suy nghĩ kiểu khác ha. Bây giờ bằng cách nào mình tìm ra con bò tím? Tại khi mình có con bò tím rồi hả, mà chỉ có một con hoặc vài con trên thế giới hả, tự nhiên hạ giá nó biến mất, không cần bảo đảm, không cần đảm bảo gì nữa. Tại vì sao? Tại chỉ có vài con thôi, mà mình có một mấy con đó hả, ai cũng muốn tới chụp hình, ai cũng muốn tới tìm hiểu tại sao mà mình có con bò tím nữa. Anh không muốn mất giờ để nói chuyện này, tìm cuốn sách này đi, đọc cuốn sách này. Cái câu nó nói là gì? Mình muốn be remarkable, nghĩa là mình muốn người ta để ý cho mình. Mình tại vì mình khác quá, quá khác, không phải khác một chút nha. Quá khác đi, con bò tím nó rất là khác, con bò trắng, con bò đen. Đó. Hay là giờ nói tóm lại là bằng cách nào làm nội nha, làm nha, nha khoa, bằng mọi cách mình phải tìm cách thành một con bò tím. Nhưng mà chưa hết. Ai cũng nói thành con bò tím ấy nha, là xong chuyện. Mà đố Hiếu với Thống, làm thành con bò tím rồi có xong chuyện chưa? Hay là phải có một điều kiện thứ nhì? Và nếu cần điều kiện thứ nhì đó là gì? Đố Thảo. Điều kiện thứ nhì là gì? Cái này là A cộng B. Con bò tím là A, B là gì? Em không phải chuyên gia thì nó chưa nghĩ ra này. Bắn đại đi vợ ơi. Bắn hụt cũng không sao. Anh Nguyên thà thở bắn hụt, còn là không bắn. Không bắn là không trúng chắc chắn. Không nghe Hiếu được à? Dạ, em đang nghe. Thế em thì có con bò tím thì phải có người chăn bò tím rồi. Lỡ người ta làm mất con bò tím sao? Hoặc lỡ người ta ăn cắp sao? Quý quá người ta ăn cắp. À, thì mình có thể tạo ra một con bò màu khác nữa, màu xanh nữa. Mà không có. Sự thật là gì, biết B là gì không? Phải A là con bò tím rất là khác người ta mà rất là hiếm. B còn quan trọng hơn nữa, biết là gì không? Làm sao mà người ta không có copy được? Bản quyền. Bản quyền. Ai cũng nói kiếm con bò tím đi. Cái đó thì đâu có gì mới. Nhưng mà kiếm ra con bò tím mà người ta copy được á, thì tuần tới có 100 con bò tím khác rồi. Đồng ý không? Ghê không? Dạ. Thành ra bây giờ mình tự hỏi trong nội nha có gì mà là con bò tím? Hoặc nha khoa cũng vậy. Có gì mà có thể là con bò tím? Và nha, nhớ và. Và khó copy.
Ghê không? Thầy Nguyên hỏi nè, làm implant có phải con bò tím không? Dạ. Không. À, có, nếu mà làm nhỏ rồi. Bây giờ nó phai màu bớt, hồi đó nó rất là tím, bây giờ tự nhiên nó bắt đầu, nó gần như xám xám. Xong từ từ nó sẽ thành con bò đen với đốm trắng. Implant có dễ copy không? Dễ thầy. Dễ. Oh, chích chưa? Con bò tím nó sẽ có 100, 1000 con bò tím khác rồi. Ây dạy dạy. Làm Invisalign, có phải con bò tím không? Nó còn bò đen lên thầy, ai cũng có. Tại sao tự người ta copy quá nhiều đó. Ha, hình ra bây giờ trả lời câu hỏi, làm gì làm? Không phải là con bò tím không, mà phải con bò tím và rất khó copy. Thì câu nhắc nhở rất là chưa lại gì đơn giản nè. Cắt chớp là con bò tím và rất là khó copy. Nói thêm đi, làm tại vì tại sao cái gì đó nó khó copy trong nội nha hoặc trong nha khoa? Những gì điều kiện nếu mà nó khó copy là gì? Cho ít nhất hai điều kiện đi. Thảo thực hiện bởi đi. Thực hiện bởi chuyên gia. Mà chuyên gia là sao? Tại chuyên gia mà nếu không theo những điều kiện này á, sẽ có 1000 chuyên gia và 100000 chuyên gia. Thì thiệt ra mình cũng thành con bò đen với đốm trắng hoặc con bò trắng với đốm đen, không ai để ý tới nữa. Thay ra những điều kiện nếu mà làm thành con bò tím và khó copy là gì? Nhất là cái khó copy, những điều kiện đó là gì? Làm sao cho người ta khó copy? Có hai điều kiện ít nhất. Đừng lo nghe, anh Nguyên hỏi này, mỗi lớp, anh Nguyên dạy hai lớp một tháng khoảng đó đó. Mỗi lớp hỏi cái này, không ai nghĩ ra, ai cũng nghĩ ra làm con bò tím hết đó. Ai cũng nói, phải làm cái gì mới. Mà hỏi, giờ B là khó copy, thì tụi bay nghĩ gì? Ai cũng giờ anh Nguyên như là, trời ơi, mày nói gì? Thiệt á, tao thấy hay thiệt, nhưng mà không hiểu rõ mày muốn nói gì. Theo em thì khó copy có khả năng là mình cứu lại cái răng. Thông Khoan nói gì về chính xác đó, nói chung chung về mấy cái hình thức thôi. Muốn khó làm. Ai đó có copy mình á, phải gì? Hai điều kiện. Như là khó làm đó. À, một là khó làm. Cái gì khó đó là sẽ khó copy, đúng không? Còn cái gì dễ thì dễ copy. Đó là điều kiện một. Anh Nguyên lấy thí dụ, bên này nó bắt đầu học, không phải bắt đầu đã một thời gian đâu, nó thích học, đi học Botox, xong chích Botox, thì chích Botox kia cho nha khoa nha. Anh nói thật, quá dễ copy. Ai mà đi học nó hả, có thể thành con bò tím trong vòng 5 giây cái poof, biến thành con bò đen như là poof, đúng không? Đó là điều kiện thứ một. Thứ nhất phải là khó làm. Điều kiện thứ nhì là gì để mà người ta khó copy? Thôi Nguyên giúp nha. Điều kiện thứ nhì là để mà cái gì đó khó, người ta khó copy là ít người dạy, đúng không? Vì mình muốn học cái gì quá đi, mình chết chưa, wow, con bò tím, giờ muốn đi dạy, đi học cách mấy mà không có ai chỉ mình hết, sao mà mình thành con bò tím nữa? Thì nói thật, phẫu thuật cắt chớp nó theo hai điều kiện này hết, rất là khó và không có bao nhiêu người dạy. Mà nhớ cái ông Miyagi ông nói nha, không phải là thầy, không phải người thầy dạy cho đúng. Mà anh Nguyên không nói là cái này là anh Nguyên giỏi chị, no, tìm người thầy nào cũng được đó, nhưng mà phải coi cho kỹ là người thầy đó
sẽ chỉ mình thành con bò tím được. Chứ mình đi muốn thành bò tím đi, nghe ông thầy đó có thể giúp mình thành bò tím, cái poof mình thành con bò đen. Chết chưa. Rồi, đủ nói về con bò tím và sao mà khó copy. Tại vì phải thành con bò tím và khó copy. Giờ chạy thuốc xuống. Cái này đi nè. Nhắc lại là các bạn ơi, ba cái này mình đều muốn hết. Nhưng mà sự thật là mình chỉ được lựa hai cái trên ba này. Tại nếu mình lựa ba cái như là ở giữa đây nè, cùng lúc á, không có thực tế được. Cũng là ảo ảnh thôi. Một là mình lựa đồ tốt, cao chất lượng và nó nhanh á, thì không có cái nào nó rẻ được. Hoặc hãy mình lựa nó rẻ thì mình biết là không có cái nào mà rẻ mà nó cao chất lượng. Thành ra mình chỉ có lựa rẻ và nhanh được thôi. Chấp nhận là mình không có chất lượng. Đó. Từ đó mình mới nói, bây giờ nếu mình biết làm thành con bò tím và không ai copy được thì làm sao mà mình quên cái này được. Là hễ mình là con bò tím chỉ có vài con trên thế giới thôi, hoặc vài con ở Việt Nam thôi, hoặc vài con ở tỉnh này thôi, thì chắc chắn là mình coi đó như là chất lượng cao đi. Thì không có cách nào mà mình hạ giá được hết. Thật ra khi mình là chuyên gia đó, hiếm, làm rất là hay, chuyện rất là khó, và khó người copy mình được, mình sẽ kéo dài lâu được. Trong khi mình kéo dài lâu này, không có hạ giá nha. Mời bác sĩ. Không hạ giá, không. Tại sao tôi phải hạ giá? Tôi rất là giỏi, tôi chuyên gia, không phải chuyên môn, tôi chuyên gia. Và không có bao nhiêu người cạnh tranh với tôi được, tại khó copy quá. Thì lúc đó giá mình cách mấy, những người muốn mua người ta nói, biết gì không, ta nói gì không, thay vì người ta nói ô mắc quá, hạ giá đi, ta nói wow ông ơi đáng tiền quá, bán cho tôi đi. Thấy ghê không, cái cách suy nghĩ của mình. Vì sao? Cung cấp với nhu cầu. Khi mình chỉ là một trong mấy con bò tím ở Việt Nam thôi, thì cung cấp cao hay thấp? Cao. Cao. Nhu cầu cung cao cấp, hay thấp? Cung cấp thấp nhưng mà nhu cầu cao. Cầu cao. Đó. Nhu cầu cao thì giá cao hay giá thấp? Auto cao thôi. Wow, đã quá. Làm con bò tím đã lắm. Nhưng mà biết gì không? Làm con bò tím rất là khó. Vì vậy mới khó copy. Rồi, chạy thuốc luốc xuống nha. Thuốc tới đây nè. Anh Nguyên tìm này ra ở thành phố San Francisco. Trong khu Chinatown, khu người Tàu, người ta có cái câu này ở trên tường, nguyên bức tường bự lắm. Mà không biết ai viết cái câu này, nhưng mà quá hay. Người ta nói diligence là chăm chú, chăm chỉ là cái đường đi để mà lên núi của kiến thức. Cái xong ta nói tiếp, siêng năng là cái chiếc tàu, chiếc thuyền để đi qua cái biển mà học hỏi. Mà không phải cái biển học hỏi nha. Biển học hỏi không bao giờ mà hết được hết. Hay quá. Thật ra anh Nguyên cho coi này nè nha. Cái này là cái núi kiến thức nè nha. Rồi.
rất là khó, nặng lắm. Có khi ai cũng chịu khó, quá nặng mà đi lên đó nha. Mà đâu phải đi lên vài bước, lên cả cái núi kiến thức này, quá nặng. Có khi cạnh tranh, những người cạnh tranh mình bỏ cuộc, mình vẫn đi tiếp, quá khó, nặng quá mà vẫn đi tiếp, không bỏ cuộc. Cái những người cạnh tranh mình không hiểu nổi làm sao mà mình tiếp tục đi được. Chuyên gia, con bò tím, đi tiếp. Quá khó copy. Tiếp tục leo lên cái con núi kiến thức. Wow, không dễ nha, không dễ, rất là khó. Lên tới đỉnh rồi, mình mới hiểu là cạnh tranh, người ta không cạnh tranh với mình nữa. Có một cái mình lên đó mình giật mình biết gì không? Tưởng tới lên đỉnh núi rồi, mà thiệt lên tới đỉnh núi rồi, dòm xa lên, mây nó mới biến mất, thấy có một đỉnh núi khác nữa. Biết gì không? Tiếp tục leo, càng khó copy hơn nữa. Không bao giờ ngừng ông gần điểm đấy về sự học hỏi. Làm như là mình sống hoài hoài. Rồi bây giờ xuống tới nội nha và cắt chóp nha. Ồ coi cái này, quên đi. Mời mấy bác sĩ coi này nè. Đây là núi kiến thức đây nha. Mình quên mất là cái núi này, sự thật nó nằm dưới này nè. Và nó đòi hỏi tất cả những cái này. Hy sinh, chịu khó, siêng năng, bực bội, kiên nhẫn, lo lắng. Wow! Tại vậy mới khó copy. Tại vậy mình mới là con bò tím lâu dài được. Rồi bây giờ nói tới cái delta của ống tủy nha. Rất là khó. Rất là phức tạp. Bây giờ hỏi mọi bác sĩ đây. Mình vô mình làm nội nha. Có ai ở đây mà nếu mình ngồi trước mặt nhau, có ai có thể dòm thẳng với mình nói sự thật Nguyên ơi, mình có thể làm đường tủy này sạch. Không bao giờ 100%, nhưng mà mình có thể nói thẳng với người ta là tôi làm rất là sạch. Và mỗi lần tôi làm tôi biết là nó sẽ có hiệu nghiệm như vậy. Đâu có ai nói gì được. Thấy nó quá phức tạp đi. Quá phức tạp. Vì bơm rửa là cái khó nhất, không phải khó nhất, quan trọng nhất trong nội nha. Và cái thứ nhì là quan trọng nhất là gì? Phải bích nó cho kỹ. Có ai bơm rửa cái delta của ống tủy một cách mà predictable được không? Hoặc có ai có thể bích cái này một cách predictable được không? Đâu ai dám nói là được, vì quá phức tạp. Mà anh Nguyên hỏi bây giờ nè, nếu mình thay vì mình bơm rửa, hoặc mình đã bơm rửa rồi, bích nó rồi, nó thất bại đi. Giờ hỏi mọi bác sĩ, nếu mình cắt bỏ cái này đi, có ai ở đây đồng ý là vì cắt bỏ này đi, mình làm cái ống tủy nó sạch một cách mà predictable được không? Predictable là sao thẳng? Hoặc thẳng? Predictable là có thể tiên đoán được thật, hoặc là có thể tiên đoán. Thì mọi bác sĩ có thể đồng ý là nếu thay vì mình bơm rửa, với thay vì là thế nha, vì nó đã thất bại rồi,
mình sẽ cắt bỏ cái chóp đi. Cái đó có tính đoán cao hơn là mình bơm rửa này hay không? Câu hỏi thứ nhì, bích cái ống thủy ngay đây. Cái tính đoán, sự tính đoán nó cao hơn là mình muốn bích tất cả những đường thủy của Delta hay không? Thì dĩ nhiên mọi bác sĩ nói, à, cắt bỏ là sự tính đoán cao hơn được. Và bích những đường này nó predictable hơn. Vì vậy cắt chóp, cái sự thành công đấu thống với Thảo bao nhiêu phần trăm? Chú Trang sẽ nhớ điểm. Bao nhiêu phần trăm? Là 90%. 95%. Nội nha lợi thành công bao nhiêu? Ít hơn 50%. Thời gian. Tùy research mà nó khoảng từ 60 mấy gần 70 tới 75%. Yeah. So sánh với 95%. Yeah. Vì sao? Tại sao? Mình mới nói đây. Vì bơm rửa không có gì thống. Tin gì? Cái này không tiên đoán được thì mình dịch đơn giản là bơm rửa nó không có sạch hết. À, không tin đoán cao bằng cắt bỏ cái chóp. 75 thay vì 95. Bích cái delta không tin đoán cao bằng bích khi sau khi cắt chóp. Vì mình ráng bích cả cái delta nó như vậy này, như bàn tay của anh Nguyên, mà không phải 5 không, mà có 5 hướng này, 3 hướng kia, 6 về anh, hướng về anh Nguyên. Cái sự tin đoán không có cao bằng cắt bỏ cái delta và bích những đường thủy chánh đây thôi, còn những đường thủy phụ mình đã cắt bỏ rồi. Thành ra bác sĩ nào mà học hỏi được sâu sắc về cắt chóp sẽ khó bị cạnh tranh lắm, thành con bò tím và khó copy. Vì vậy giá cả của sự cắt chóp nội nha thay vì đi tuột lút như implant lại đi lên. Vì sao? Cung cấp thấp, nhu cầu cao, giá cả cao. Rồi mình hiểu vấn đề này rồi. Bây giờ có một cái câu của người Nga, người ta nói nếu mình rượt theo hai con thỏ cùng lúc, có nhiều risk, nhiều cơ hội mình sẽ hụt hết hai con thỏ, không bắt được con nào hết. Thành ra vì vậy nên lựa chọn chú ý trên con này hoặc con kia thôi và bắt được con đó. Vì có nhiều rủi ro mình không muốn nói tới. Vì vậy anh Nguyên đề nghị sau tối nay những bác sĩ nào mà hiểu vấn đề con bò tím và khó copy con bò tím thì nên lựa chọn chú ý về một con thỏ hoặc hai con thỏ. Vì đó đừng có chú ý nhiều con thỏ quá, vì sẽ không bắt được con nào hết. Và nếu không bắt được con nào mà mình chỉ là con bò đen hoặc bò trắng hoặc con bò đốm đen và trắng và có 1,000 con, 100,000 con thì sự cung cấp rất là cao, sự nhu cầu thấp và giá cả
sẽ xuống. Thành nên chú ý để mà lựa chọn theo một con thỏ thôi. Thì con thỏ đó là nội nha, cắt chớp nội nha, phẫu thuật nội nha. Mà phải chuyên gia nha, chứ đừng có là lâu lâu chụp được con ruồi. Người chuyên gia người ta không nói lâu lâu tôi bắt được con ruồi. Mỗi lần người ta như ông Miyagi xài đôi đũa cúp cúp là bắt được con ruồi. Nó giỡn vậy thôi chứ. Chuyện khó mình vẫn làm như là chuyện thường. Ở bên Việt Nam có Walmart không Thảo? Dạ, như ở Cần Thơ thì không có, mà không biết mấy thành phố khác làm sao, thấy không chưa quen được lắm. Chưa có Walmart hả? Ở bên Mỹ này cái hãng Walmart rất là bự, cái này là như cái siêu thị rất là bự. Thì cái ông mà ông mở Walmart ra hồi xưa đó, ông tên là ông Sam Walton. Ông nói đây nè, bác sĩ, mời bác sĩ. Thấy người ta đi hướng này á, người ta chạy ùa theo hướng này, ông nói mình nên chạy hướng kia. Chỉ con gái nó chạy hướng kia là như là bơi ngược ngược đường sông vậy đó, rất là khó. Quá hay. Thành ra anh Nguyên nói thật hả, học phẫu thuật cắt chớp y bon vậy, người ta làm implant mình đi học phẫu thuật cắt chớp, người ta muốn nhổ răng để gắn cái răng implant mình đi ngược, mình cứu cái răng implant như nãy thông nói. Sự thật là gì? Đi ngược hướng, ngược gió rất là khó. Mà bác sĩ biết không, ở Việt Nam mình có nhiều biển á, đi ra biển coi đi coi, mấy con chim á, mỗi lần nó muốn bắt cá, nó làm gì? Nó bay ngược hướng gió, để nó, gió đẩy nó lên. Cái xong từ đó nó mới nhào chú nhủi xuống, bắt cái bụp, bắt được cá. Đâu có gì mới đâu, mà mình không để ý. Rồi bây giờ nói tới sự kêu là gì? Phận sự của người bác sĩ. Người bác sĩ là trước nhất phải là người thầy. Cái chữ bác sĩ tiếng Anh là ngay gốc đó là ông thầy. Và người bác sĩ theo ông Hippocrates đó, người Hy Lạp hồi xưa đó, ông nói người bác sĩ mỗi lần ra trường phải hứa, phải thề là tôi sẽ không hại bệnh nhân. Xin bác sĩ, mọi bác sĩ dòm cái ca này nè. Ca này là ca cũng 5-6 năm về trước này. Bệnh nhân này vô phòng mạch hỏi ý kiến của mình. Nói có một ông nha sĩ kia nói tôi là phải nhổ cái răng này, không cứu được. Mà tôi tự hỏi coi có đúng vậy không? Vì vợ tôi là một người dental assistant, một người phụ người nha sĩ. Vợ tôi nói đi hỏi thêm một ý kiến đi nhì đi. Thì sự thật, một cái răng mà không cứu được là chỉ có hai lý do thôi. Một là nó bị tét đường dọc. Hai là không có đủ để mà gắn cái crown ở trên được. Ngoài ra đó, những trường hợp khác đều cứu được hết. Thì cái răng này không có trong hai trường hợp đó. Ra anh Nguyên nghe anh Nguyên cũng giật mình đấy. Tại sao không cứu cái răng được? Thì anh Nguyên mới đề nghị, một là làm nội nha lại, hai là phẫu thuật cắt chớp. Và nếu làm nội nha lại, đừng quên là có thể phải phẫu thuật cắt chớp sau đó nếu nó không thành công. Thì ông bệnh nhân nói, nếu vậy tôi hỏi ông có thể làm phẫu thuật cắt chớp không làm nội nha lại được không? Anh nói cũng được, mà hay nhất là làm nội nha lại đi. Vì nếu không cần thiết, tôi không muốn làm phẫu thuật cắt chớp vì cái đó sẽ hại ông hơn. Cái ông ta nói tôi hiểu nhưng mà tôi không có đủ tài chánh để mà làm hai cái được nếu cần thiết. Anh nói ok, nếu vậy thì thôi mình phẫu thuật cắt chớp.
thì nói tóm lại là anh Nguyên Vô, cái răng nó như vậy, ba chân răng nó tùm húm lại như vậy nè. Ừ, phải cắt chóp của ba chân răng hết. 8 tháng sau, ngon lành. Với CBCT thấy rõ xương lành lợi và cái PDL, cái periodontal ligament nó trở lại như cũ. Chỉ có cái chân răng nó hơi cục hơn. Mình quá hãnh diện. Quá hãnh diện. Thành ra sắp tới đây anh Nguyên sẽ cho coi một số ca, không phải của anh Nguyên không mà của những người anh Nguyên đã dạy. Người ta hiểu cái sự quan trọng của phẫu thuật cắt chóp để mà không có hại bệnh nhân. Vì khi mình nhổ cái răng rồi, khi mà mình có thể cứu nó được là hại bệnh nhân. Rồi, đi cho lẹ nha. Ca này bác sĩ nói không cứu được. Anh Nguyên Vô cắt chóp. 3 tháng sau. Lành. Ca này bác sĩ nói không cứu được. Anh Nguyên Vô cắt chóp 3 chóp hết. Bích lợi. 3 tháng sau, xương bắt đầu mọc lại. 2 năm sau, ngon lành. Như không chuyện gì xảy ra. Chỉ có cái chân răng hơi cục hơn. Ca này của chị Ngọc. Chị ta đã dự webinar nhiều lần trước đây rồi. Ca này, người bác sĩ không chắc cứu được, gửi lại một người chuyên môn về oral surgery. Oral surgery tiếng Việt là gì? Răng hàm. Răng hàm gì, Hiếu? Phẫu thuật răng hàm. Phẫu thuật hàm mặt. Phẫu thuật răng hàm mặt. Dĩ nhiên ông ta nói không cứu được. Vì bà bệnh nhân có 17 cái implant trong miệng rồi. Nói, tôi biết, ông biết rồi, để tôi hỏi thêm một ý kiến khác. Lợi gõ cửa phòng mạch chị Ngọc. Tôi nghe nói bà chuyên môn về cứu răng. Chị ta nói, no, tôi không có chuyên môn vì tôi không phải là người chuyên môn về nội nha. Tôi chỉ chuyên gia về nội nha. Bà ta nói, nếu vậy cho tôi ý kiến đi. Chị ta nói, rút tủy trước, bác ơi. Thì chị ta rút tủy với mọi cách chị đặt đã học. Sự thật là gì? Trong trường hợp này 85% thành công, 15% thất bại. Trong trường hợp này bị thất bại. Chị Ngọc đã nói với bà bệnh nhân là nếu thất bại, bác ơi, cháu sẽ vô cắt chóp. Bà ta nói, làm sao làm, cứu cái răng này giùm tôi. Chị ta vô cắt chóp. 3 tháng sau, tùm. Trước khi mình coi ca tiếp, bác sĩ, vì mình cắt delta và mình bít cái ống tủy chánh, tính đoán cao hơn là nếu mình làm nội nha lại. Và chị Ngọc này không có làm nội nha lại vì chị ta đã làm nội nha hết sức rồi. Đi vô làm nội nha lợi của cái ca của mình là sao? Chị ta nói không, không, không. Nếu cái này thất bại, bác ơi, cháu sẽ cắt chóp. Bà ta hiểu rõ và bà ta đồng ý. Ca này, mình vô, đường tủy rất là bít. Mặc dù rất là khó, mình tìm ra ống tủy, làm nội nha hết sức rồi, nhưng vẫn thất bại. Mình vô, mình cắt chóp. 5 năm sau, ngon lành. Tiếp tục. Ca này của một người bác sĩ khác. Cô này tới mình, nói bác sĩ ơi, tôi muốn cứu cái răng của tôi. Anh Nguyên nói, một là nội nha lợi, nhưng mà nếu không thành công, mình phải cắt chóp. Hoặc là chỉ có thể cắt chóp không cũng được. Chị ta nói, thôi cái gì mình làm như sách vở nó chỉ đi. Rút tủy trước, làm nội nha lợi, rồi nếu không thành công tôi đồng ý sẽ cắt chóp.
6 tháng sau, bệnh nhân rất là mừng, không cần cắt chớp, vì nội nha lợi đã thành công. Thành ra mình muốn nhắc mọi bác sĩ là không phải là làm ra bao nhiêu tiền, nhưng mà làm cách nào không hại bệnh nhân. Và vì mình chuyên gia, vì mình là con bò tím, vì mình rất là hiếm, vì mình khó copy, người ta khó copy mình, tự nhiên tài chính sẽ lên. Ca này bị viêm vô rút tủy theo mọi phương cách hết, không thành công. Không thành công vì ca này của mình vô mình cắt chớp. Một tháng rưỡi sau, đây là không phải 3 tháng, không phải 6 tháng, một tháng rưỡi sau, đã lành bao nhiêu đây rồi? 3 tháng sau, wow. Đây là ca của một anh đó, anh tên Corey, một người Mỹ trắng. Anh ta làm ca này không thành công. Anh ta nói, thôi bây giờ mình cắt chớp. Cắt chớp rồi, 3 tháng sau lành lại. Không khác gì mình hết. Anh này là bác sĩ tổng quát, không phải chuyên môn, nhưng mà là chuyên gia. Không khác gì mình hết. Xương lành giống y bon như mình. Đây là chị Cathy trả lời. Cắt chớp, răng cối, 3 tháng sau. Cũng như không chuyện gì xảy ra hết. Đây là anh Corey nữa. Cắt chớp, xương bị mất rất là nhiều. Đây là ngay sau khi cắt chớp, 3 tuần sau, 6 tuần sau, 3 tháng sau và 4 tháng sau. Wow. Thành ra vụ cắt chớp này, xin mọi bác sĩ nghe rõ đây. Đây là sự thật, chứ không phải là hên xui, may rủi. Sự thành công của cắt chớp không phải 75%, không phải 55%, không phải 69%, không phải 82%, 95%. Từ ông Xuyên Cúc Kim ra, chứ không phải mình nói. Ông rất là nổi tiếng về phẫu thuật cắt chớp tại Mỹ. Alo, anh Huyền ơi, em có ý kiến. Sao thật? À, dạ bây giờ đã 12 giờ 1 phút rồi. À, thì nãy giờ anh cho xem một số ví dụ rất là hay, là rất là hiệu quả trong cái việc cắt chớp. Thành ra là em tại vì đã hết giờ, thành ra em sẽ xin phép là cái những cái bí quyết của anh đó sẽ tiếp tục chia sẻ trong cái Rootcam tổ chức ngày 6, 7, 8 tháng 1 năm 2023, được không anh? Được, Thảo cho anh Nguyên trả lời vài câu hỏi của mấy bác sĩ được không? Dạ. À, bây giờ tới phần các bác sĩ nếu có câu hỏi gì thì có thể nhắn vào chat box hoặc là hỏi trực tiếp để cho bác sĩ Nguyên có thể trả lời. Mấy bác sĩ có đã gửi câu hỏi trước rồi, Linh đã. Rồi, vậy Linh đọc đi Linh. Những câu hỏi trước đây có thể anh Nguyên sẽ nhờ Thống với lại Hiếu, khi nếu anh Nguyên không có hiểu tiếng Việt rõ thì giúp người ha. Các chớp nhóm răng sau thì răng tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu? Thì sự thật là vậy. Sự tồn tại không ai nói, không ai đoán được hết. Có ai dòm cái răng làm phẫu thuật nội nha hay làm implant hay làm gì đó nói sẽ tồn tại bao nhiêu lâu, đâu sự thật, đâu ai biết. Vì có nhiều lý do mà nó tồn tại hay không. Như người nào cắn răng rất là mạnh, mình sao mà mình đoán nó sẽ tồn tại bao nhiêu lâu được. Cũng như mình đi trên đường đó gặp ông già, có ai biết là ông già đó hay bà già đó sống được bao nhiêu năm nữa không? Sự thật là không. Một sự mình biết là vì mình không biết sống được bao nhiêu lâu, mình sẽ để người ta sống tiếp.
Nguyên ơi, anh share cái stream mà có câu hỏi dùm em. À, đúng rồi, chắc không thấy mình đã được. Để anh Nguyên share lại nha. Rồi, đây là câu hỏi đầu tiên hồi nãy. Thành ra trả lời đó mình không có thể đoán được, nhưng mà vì cạnh tranh quá cao, những bác sĩ tự nhiên nói thôi, chắc nói đại 5 năm hay 3 năm hay 6 năm đi, cái xong rốt cuộc không đúng. Câu hỏi là indication for surgery là khi nào mình nên cắt chớp, phẫu thuật cắt chớp, rất là đơn giản. Khi nào mà làm nội nha lợi không hiệu nghiệm, hoặc là bệnh nhân không chấp nhận làm nội nha lợi, thì mình tiến tới bằng cách là mình phẫu thuật, làm phẫu thuật cắt chớp. Phẫu thuật cắt chớp có khả thi không ạ? Khả thi là sao? Dễ thực hiện không? Có dễ thực hiện? Predictable. Câu này mình đã trả lời hồi nãy lúc mình bàn vụ này rồi, 95% predictable. Rất là predictable. 95% hiệu nghiệm. Răng 15 đã chữa tủy nhưng bệnh nhân vẫn than ê, cho chụp CT thấy 3mm chớp phía ngoài mà không có xương che phủ chân răng. Chớp răng không có nhiễm trùng và chữa tủy tốt, bít kín. Cho em hỏi đây có phải là nguyên nhân gây ê đau cho bệnh nhân không? Và nếu là chuyên nhân thì có nên chỉ định cắt chớp trong trường hợp này? Xin anh bảo đây là không biết cái nội nha này đã làm bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà nếu nó còn ê và cái chớp nó có 3mm bị thấy không có xương á, thì chắc phải có nhiễm trùng đâu đó mà nó mới làm xương không mọc lại được. Không có ai biết là làm nội nha kín cách mấy đó và sạch cách mấy. Sự thật mình biết là mình làm không có sạch bao nhiêu được hết đó. Mặc dù mình dòm trên phim mình thấy rất là đẹp, không có nghĩa nó là sạch, mà cũng không có nghĩa nó là bít kín. Mình chuyên gia cách mấy, mình càng chuyên gia mình lại hiểu là mình không có thể làm sạch đường tủy như mình nghĩ được. Thành ra biết bao nhiêu đây theo cái anh nói đó, thì mình nói là chắc chắn là chắc mình nên coi tiến tới và làm phẫu thuật cắt chớp. Cắt chớp ghép xương khi nào có sự khác biệt gì không giữa trám ngược và không trám ngược? Xin mời bác sĩ cho Nguyên trả lời câu thứ nhì trước nhất ha. Mình cắt chớp, mình phải trám ngược. Vì sao? Xin mời bác sĩ dòm cái bàn tay của mình đây. Đây là delta. Có nhiều cửa rất là nhỏ. Rất là nhiều cửa nhỏ. Mình muốn cắt cái chớp để mà thay vì nhiều cửa nhỏ mình có một cửa bự, mình dễ bít hơn. Mà nếu mình không bít á, thì mình để cái cửa bự mở toàn quạt thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Nghĩa là sao? Sau khi cắt chớp rồi phải bít ngược, không có mà không bít ngược được. Về vụ ghép xương, những ca mà mấy bác sĩ đã thấy, không có ca nào mà ghép xương. Cái ghép xương mà hay nhất là của xương của bệnh nhân. Xương của bệnh nhân là cái ghép xương hay nhất, tốt nhất. Và vì đó mà mình không có ghép xương. Cảm ơn đây là chút. Chỉ có một trường hợp mình nên ghép xương là nếu cái chóp, cái viêm, cái resiliency là gì? Mình nói tiếng Việt là gì quên rồi? Chữ gì anh? Cái resiliency á.
Radiolucency là cái vùng thấu quang. Thấu quang. Dạ. Cái thấu quang mà nó mà cái thấu quang mà nó quá bự, và tiếng Anh nó nói through and through, nghĩa là từ phía này qua phía kia luôn á, xuyên qua luôn á, thì lúc đó mình mới ghép xương. Ngoài ra đó không cần ghép xương, chỉ cần đóng cái vạc lại, may lại, và tự nhiên xương nó mọc lại. Anh những vậy thì học, có dựa vào kích thước của cái vùng nào, cái size á, cái size của cái vùng radiolucency á. Ừ. Vậy thì mình có dựa vào kích thước không? Thiệt ra cái size nó rất là bự. Những gì mà đã xuyên qua đó, là sau khi mình cắt chóp rồi, nó phải bự. Nhưng mà cái không phải nó bự không, bự không mà không có xuyên qua đó, thì không cần ghép xương. Thì nó rất là hiếm là mình phải ghép xương. Tại sao? Tại vì mình cắt chóp và cứu cái răng trước khi nó quá nặng đi. Nhưng mà có nhiều trường hợp rất là nặng, trong trường hợp đó mình phải ghép xương, nhưng mà rất là hiểm. Nói tóm là không cần ghép xương trừ khi cái thấu quang đó nó xuyên qua từ phía bên mặt trước qua mặt sau. Có cần sinh tiết trước, thiết trước khi cắt chóp. Thiết trước là gì mấy em? Nghĩa là biopsy. Biopsy. Câu trả lời là vậy. Nếu riêng về mình, lúc nào mình cũng muốn thiết trước hết khi mình làm cắt chóp. Nhưng mà sự quyết định không phải của mình mà của bệnh nhân, là lúc nào mình cũng đề nghị phải thiết trước. Nhưng mà nếu bệnh nhân từ chối, mình phải hỏi bệnh nhân ký một cái đơn nói là cho mình không phải lấy trách nhiệm về vấn đề đó nữa. Nhưng mà nếu hỏi riêng về bác sĩ nên đề nghị thiết trước khi cắt chóp. Những than phiền của bệnh nhân sau khi cắt chóp, những chân răng khó chỉ định cắt chóp, những chân răng chống chỉ định cắt chóp. Chống chỉ định cắt chóp là contraindication phải không, ma'am? Dạ đúng rồi anh. Vậy thì ý anh nói là phải làm cái informed consent trước khi cắt chóp anh. Cái câu trả lời hồi nãy hả Thảo? Dạ không, hồi nãy anh có nói là bệnh nhân phải có sự đồng ý, phải ký trước á. Có nghĩa là mình có phải kêu bệnh nhân làm informed consent không? Cái informed consent là trước khi mình cắt chóp á. Mình nói những ngày là nguy hiểm này, nguy hiểm nọ, đó là informed consent. Cái hồi nãy anh Nguyên nói là cái vụ, cái chữ này là gì? Thiết trước. Thì câu trả lời Thảo là khi nào mình cũng đề nghị là làm biopsy khi mình cắt chóp đó. Mà nếu bệnh nhân không đồng ý thì người ta phải ký cái đơn để mà không có trách mình sau đó, tại sao mình không có làm biopsy. Thành ra cái đó khác, informed consent, chứ không phải là giống nhau. Những than phiền của bệnh nhân sau khi cắt chóp, thiệt ra tùy, nếu mình làm với laser đó thì sự than phiền rất là thấp. Nhưng mà nếu mình làm với những phương cách thường xuyên á, thì bệnh nhân đau hơn và sưng hơn. Đau hơn cỡ nào? Trên 10 á, thì buổi tối, ngay tối đó của phẫu thuật cắt chóp, bệnh nhân sẽ bị đau khoảng 7 tới 9 trên 10. Nếu mình cho thuốc giảm đau, người ta sẽ ngủ ngon, nhưng mà phải uống thuốc đều đều trong vòng 2 tới 3 ngày sau khi phẫu thuật. Laser tối đó chỉ cần uống ibuprofen khoảng 800, 600, 800 mg. Sáng dậy người ta không thấy đau nữa, chỉ nó ê ê một chút, rêm rêm thôi. Hai cái vấn đề rất là khác nhau. Nhưng mà nếu mình làm không có laser, mình cho người ta thuốc giảm đau trong vòng 1, 2 tới 3 ngày, xong từ đó từ từ nó bớt đau. Sau khi cắt chóp, những chân răng khó
chỉ định các chớp là sao hả em? À, thứ nhất là những than phiền của bệnh nhân sau khi cắt chóp. Rồi những than phiền của bệnh nhân có những chân răng khó những chân răng khó chỉ định cắt chóp, những chân răng chống chỉ định có nghĩa là bác sĩ hỏi là những cái răng nào mà không có được cắt chóp, và thứ hai nữa là những cái răng nào mà rất là khó để mà thực hiện cắt chóp. Thì những răng mà không làm được là những răng mà mình không có thấy rõ và làm tới được, thì nói chung chung là những răng cắm thứ nhì ở trên hay ở dưới vậy đó, rất là khó. Và có thể nếu mình không thấy được vì nó trú đằng sau, mặc dù mình dùng kiến thiên vi mà mình không thấy rõ được, mà mình không để những dụng cụ mình vô được để mình làm thì không cắt chóp được. Còn nói về sự khó khăn nhưng mà làm được là như vậy, rất là dễ là ngay đây ở trên, từ răng cắm hông, răng nanh tới răng nanh, đó là category 1. Nhóm thứ nhất, nhóm thứ nhì về khó khăn là tất cả những răng trên ngoài răng nanh tới răng nanh, trừ cái chân răng palatal là gì, chân răng vùng khẩu cái là chân trong, chân răng trong của những răng cắm đó, thì cái đó là nhóm thứ ba, nhóm khó nhất. Và nhóm thứ ba là gì? Chân răng trong của những răng cắm ở trên và những răng dưới, vì rất là khó thấy. Những răng dưới mà ở tầng trước rất là khó, là vì cái răng nó không có thẳng mà nó là chỉa chỉa vô phía trong, rất khó thấy, và xương rất là dày. Những chân răng chống chỉ định cắt chóp thì đó là những chân răng mà mình không thấy và mình không đưa dụng cụ vô tới được thì không làm được. Nếu nang chân răng giới hạn tới 2-3 chân răng thì bác sĩ có cắt chóp không ạ? Là sao mấy em? Dạ, nang chân răng mà nó có liên quan cái periapical cyst, nó có liên quan tới nhiều răng, nhiều chân răng thì có cắt chóp hay không? Chắc chắn cắt chóp. Một chân răng hay nhiều chân răng, hễ mình thấy được và mình để dụng cụ mình mô được thì làm được. Thì để dụng cụ vô được là bao nhiêu? Xa, đem dụng cụ vô được xa 15mm là chắc là maximum. Quá 15mm khó mà đem dụng cụ mình vô tới được. Và khó thấy lắm. Nhưng mà tới 15mm thì có thể làm được. Càng xa dĩ nhiên càng khó. Mà răng dưới lại khó hơn răng trên. Hiểu rõ là vậy. Cách làm sạch ô ti phụ, ống tủy phụ chi nhánh, mình đã nói hồi nãy là rất, không phải rất khó, không cách nào làm sạch thật sự được. Mình chỉ mong là làm sạch được, nhưng mà thiệt ra mình bắn đại rồi xong mình coi coi nó lành hay không. Tại vậy cách làm sạch ống tủy phụ là gì? Là như vậy, nếu cần thiết nha, mình nói thật, nếu cần thiết cắt chớp đi thì là cách sạch nhất. Nhưng mà mình phải thử trước nhất, không làm phẫu thuật để chi? Để bớt hại bệnh nhân. Các chỉ định mở vạ trong cắt chớp là những cái flap design, phải không? Mấy em? Sự thật cái này mình sẽ nói rõ khi mình tới Việt Nam tháng Giêng này hơn. Vì cái đề tài nó không phải đơn giản như vậy. Mình phải nói khi nào làm vạc này, khi nào làm vạc kia, và làm thì phải kiểu nào, cách nào, dùng cái gì. Cái đó mình sẽ nói rất là rõ. Và đề tài này nói chắc cũng phải ít nhất 45 phút tới 1 tiếng mới xong. Sau phẫu thuật cắt chóp có nhất thiết phải hàn ngược? Hồi nãy mình đã trả lời câu này rồi. Phẫu thuật cắt chóp có nên ghép xương hạt sau cùng không? Xương hạt là bone particles đó, phải không em?
cái chữ này em cũng không có đúng, không có trong chuyên ngành, thành ra em cũng không biết xương hạt của bác sĩ là sao, nhưng mà anh nói có vẻ đúng á. Thì hồi câu hỏi này hồi nãy mình cũng trả lời rồi, khi nào mình nên ghép xương, khi nào không. Hồi nãy mình đã trả lời rồi. Vật liệu trám ngược nên dùng là MTA hay bioidentin? MTA. Tại sao? MTA có nhiều thí nghiệm, rất là nhiều hơn là bioidentin lắm. Đã lâu dài. Và cái thứ nhì là cái patent là gì? Cái patent là gì? Cái patent là mấy cái mà hãng nó hay có để mình nó bảo vệ cái vật liệu ha. À, cái patent đó là cái patent đó. Thì nói thật, MTA nó không có bảo vệ cái vật liệu đó được nữa. Tại sao? Tại đã quá lâu rồi. Thành ra giá cả của MTA nó không có cao nữa. Tại sao? Tại cung cấp nó và cạnh tranh nó rất là cao, vì vậy giá cả nó xuống. Thống định nói sao Thống? À, dạ, patent có nghĩa là cái bản quyền đúng rồi. Bản quyền của MTA nó không có còn đó nữa, vì vậy rất nhiều cạnh tranh, vì vậy cung cấp nó cao và yêu cầu nó thấp, nhu cầu nó thấp, và vì vậy giá cả nó thấp nên xài MTA hơn. Chiều dài chân răng còn lại tối thiểu sau khi cắt chóp là bao nhiêu để đảm bảo được chức năng ăn nhai? Câu hỏi này quá hay. Mấy bác sĩ và mấy bạn ơi, như vậy nè, hồi xưa đó, trước khi có CBCT á, mình không có biết cái hướng này, mình chỉ thấy trên phim là gì, hướng này và hướng này thôi. Vì vậy bác sĩ đây, bác sĩ Bích Thùy này mới nói, nếu vậy cái chân răng nó dài cỡ nào. Sự thật là 2022, mấy bác sĩ ơi, mình không có nói chiều dài của cái răng nữa. Mình phải nói chiều gì? Mình phải nói chiều ba hướng. Tại sao? Tại cái răng mà nó chịu đựng sự ăn nhai của người ta là nó lệ thuộc cái gì? Quen ăn nhai, sự tiếp xúc của các răng. Nhưng mà nó vững hay không? Nó lệ thuộc cái attachment. Attachment là gì Thảo? Cái đó là môn của Thảo. Nhưng mà cái periodontal ligament là tiếng Việt là gì? Dây chằng nha chu. Chằng nha chu xung quanh răng. Thảo nói, Thống nói lại một lần nữa đi. Dây chằng nha chu xung quanh răng. Dây chằng nha chu xung quanh răng. Thì sự thật cái răng nó vẫn là lệ thuộc cái đó. Mà cái đó là Thảo, đâu phải là chiều dài, mà mỗi chiều hết. Thật ra khi vậy mình không có nên coi nó còn bao nhiêu sau mình cắt chớp, mình phải coi nó chiều này và cái răng, chân răng nó có mập hay nó ốm, nó sâu hay không, cái đó mới đáng nói. Là cái răng mà nó cục nhưng mà nó mập, nó có vững hay không? Dĩ nhiên nó vững. Thành ra 2022 mình không có nói chiều dài của chân răng nữa, mình phải nói mọi mặt của chân răng. Vì vậy mình phải coi CBCT. Mình có biết bao nhiêu ca cái chân răng nó cục nhưng mà nó rất là mập, vẫn như thường. Cắt chớp vùng răng cối, nhổ tầm bao lâu thì lành thương? Nhổ tầm là gì hả mấy em? Răng cối nhổ có tầm nghĩa là sau khi nhổ bao lâu á thì chớp vùng sau khi của cắt chớp vùng răng cối. Cối nhỏ chứ không phải là nhỏ anh ơi. Cắt chóp ở vùng răng cối nhỏ là remolar. À. Sau thời gian bao lâu thì có sự lành thương? Là xương nó lành lại gì phải không? Dạ dạ đúng rồi. Sự thật răng cối nhỏ hay răng cối lớn hay răng nanh hay răng cửa gì, cái lành của xương đó nó cần khoảng, nếu không dùng laser khoảng 6 tháng. Nếu dùng laser khoảng 3 tháng. Rồi có nhiều phải cần 9 tháng, có nhiều người cần 1 tháng rưỡi 2 tháng thôi. Nhưng mà sự thật nói chung là khoảng 3 tháng nếu laser, khoảng 6 tháng nếu không laser.
những nguyên nhân gây thất bại và các yếu tố dẫn đến thành công của một ca các chốt chắc. Thì khi mình gặp nhau ở Việt Nam tháng Giêng này đó, mình sẽ nói có nhiều lý do lắm, nhưng mà lý do chánh nhất là gì? Mấy bạn dòm đây nè, mình để sót Delta lại là chết queo. Nghĩa là sao? Phải cắt đủ chân răng, cắt đủ chớp, đừng cắt méo kiểu này, đừng cắt méo cái kia. Khi mình gặp nhau mình sẽ nói rõ ràng kỹ thuật làm sao để mà cái sự thất bại thấp và sự thành công khoảng 95%. Nhổ răng nội nha bên ngoài, sau đó cắm lại, có mang lại kết quả tốt với case của chỉ định nhổ không ạ? Cái này chắc là intentional replantation phải không? Thì intentional replantation đó, chỉ có hay khi mà mình không làm cắt chớp được thôi. Nghĩa là sao? Mình không có thấy được, mình không có đem dụng cụ mình vô được. Thì thường mấy cái răng cắm mà tuốt đằng sau á, thì mấy ca đó mình mới nên nhổ và cắm lại. Chứ sự thật, nhổ nó sẽ có thể tét cái răng, có thể mẻ cái răng. Và vì vậy, cắt chớp là bảo đảm nhất. Cắt chớp vùng răng cối, nhổ tầm bao lâu? Để mình hỏi rồi. Mình có được đưa phao 8-10 quá chớp không vậy ạ? Chắc chắn được. Rất là nhỏ, không sao hết. Mình lại cố ý mình đưa nó ra khỏi nữa. Tại sao? Vì khi mình dùng máy đo chiều dài đó, mình phải đưa nó thọt ra rồi nó mới chính xác được. Khi mình gặp nhau mình sẽ nói tại sao như vậy, nhưng mà hiện tại nói tóm đi là đem 8-10 ra khỏi quá chốc không sao hết. Cách soát chiều dài làm việc khi quay casino dioxide bằng lentulo, độ sâu của kim bơm rửa là bao nhiêu? Thực ra không có độ sâu, mình đưa nó càng gần tới chốt càng tốt, nhưng mà không gần cũng không sao, vì cái quan trọng nhất là những cái trăm của mình nó đem cái đồ bơm rửa xuống chứ không phải là cái kim. Tại sao chúng ta lại sống làm gì khi ai cũng chết đi? Ý nghĩa cuộc sống, hình như hồi nãy mình đã nói này rất là nhiều rồi mà câu hỏi này rất là sâu sắc. Rồi, cảm ơn tất cả những bác sĩ. Không biết có câu hỏi gì đây không? Để coi còn đây. Trân trọng periodontally. À, đây rồi. Rồi, cái đó cũng rồi. Vậy Thảo thấy còn gì mà nên bạn câu hỏi hay là sao? Dạ, hiểu. Vậy là hôm nay nội dung rất là hay. À, về những cái gọi là những cái khái niệm hay là những cái quan điểm làm sao để cho điều trị nội nha hiệu quả, và hy vọng là các bạn, các bác sĩ, các anh chị sẽ tiếp tục tham dự cái bootcamp do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tường Nguyên tổ chức tại khoa Răng Mặt Trường Đại học Dược Cần Thơ ngày 6 cho tới ngày 8 tháng 1 năm 2023. Thì lúc đó các bác sĩ Nguyên sẽ có dịp chia sẻ trực tiếp những cái kỹ thuật. Hôm nay mình làm webinar rất là nhiều rồi, và mình đã biết được những cái quan điểm, những cái khái niệm không phải là liên quan tới làm thế nào, mà mình để mà đi vào ống tủy hay là sửa sạn ống tủy hay là trám bích, mà sẽ học kỹ chi tiết hơn, và mình biết được những cái quan điểm điều trị cho làm sao cho nó hiệu quả trên lâm sàng và bảo vệ sức khỏe của mình. Thì tại mình đã làm lâu năm rồi thì mình thấy cái quan điểm này là rất là quan trọng. Tại vì hiện nay là tỷ lệ nha sĩ mà bị bệnh về thần kinh cơ và vùng đầu cổ này kia đó là cũng khá nhiều, và cần phải có điều trị vật lý trị liệu này kia đó. Thành ra là cái việc làm sao điều trị nội nha hiệu quả mà chất lượng mà phục vụ tốt bệnh nhân thì rất là quan trọng. Hy vọng là Rutkham hẹn hò với anh Nguyên chắc cũng 2-3 năm rồi. Trước khi dịch Covid lận, thành ra hy vọng lần này là cái kế hoạch của mình đã thực hiện, sẽ thực hiện được tốt, và hy vọng là sẽ có nhiều bác sĩ tham gia. Dạ xin hết. Anh Nguyên có ý kiến gì không?
Em chỉ muốn nhắc là làm sao mà có hiệu nghiệm mà càng ít hao sức khỏe và ít hao thời gian là hay nhất. Dạ. Nên mình phải không phải là làm xuyên không mà phải làm bằng cách nào mà thông minh hơn thì hay hơn. Thành ra phải mà work hard là một chuyện mà work smart là chuyện khác. Chuyển lời qua cho Thống với Hiếu. Dạ. Dạ em xin chia sẻ trước. Dạ em có một cái ý kiến nữa là sau cái rút cam ngày hôm nay thì em sẽ đề nghị là trong ban tổ chức rút cam sẽ tiếp tục gửi cái link đăng ký cái buổi hội thảo về nội nha ngày 6 tới ngày 8 tháng 1 2023 cho các bạn đã đăng ký tham dự ngày hôm nay, gửi lại cái link để các bạn nếu như có ai có nhu cầu tham dự hoặc là cảm thấy cần phải cập nhật thêm những cái kỹ thuật của anh Nguyên và có thể tham dự trực tiếp thì các bạn có thể đăng ký. Dạ xin hết. Cảm ơn Thảo. Thống có ý kiến gì không? Dạ em cảm ơn thầy Nguyên và cô Thảo đã tổ chức cái buổi webinar hôm nay. Thì thực ra là có các bạn mà chưa quen mà cái việc mà về đi học á, đi học về rút kem á thì gần như là sẽ thấy nó hơi lạ. Nhưng mà theo em thì qua cái việc em đi học hai khóa rồi em thấy nó không lạ lắm. Nó cung cấp lại cho mình nhiều thứ, nhiều kiến thức nữa. Thì hy vọng các bạn sẽ đăng ký tham dự để gặp thầy Nguyên. Em thấy gặp thầy Nguyên là giống như là em kiểu như mở gặp đúng thầy vậy thôi. Gặp đúng thầy cha nói không biết phải lâu. Em có ý kiến thôi nói phóng nói hết đi xong rồi tới lượt cô nói. Thì kiểu như gặp đúng thầy thì giống như em là kiểu cũng dạng như là bơi ngược lại. Bơi ngược thì lại. May quá đang tính quay đầu lại thì gặp thầy Nguyên. Dạ cảm ơn cô Thảo với thầy Nguyên ạ. Vậy Thảo cho anh Nguyên xem ý kiến này sao Thống cái xong Thảo nói ha. Ông lão tưởng nói câu này rất là hay. Ông nói khi mà học trò đã sẵn sàng, khi đúng lúc rồi thì thầy sẽ hiện ra. Mà khi học trò đã sẵn sàng thật sự thì thầy sẽ biến mất. Hay không? Chỉ có ông lão tưởng mới nói mấy câu đó được thôi. Trả lời cho Thảo đây. Em thì càng cảm thấy tò mò hơn về cái khóa học của anh, tại vì khi lúc mà em đi học ở bên Mỹ trong tháng 7 tới tháng 9 vừa rồi thì có dịp tham quan của phòng mạch của bác sĩ Ngọc, thì bác sĩ Ngọc có nói là vì lý do là sau khi đi học khóa của anh Nguyên về thì bác sĩ Ngọc phải thay đổi cái cách quản lý và điều hành phòng nha. Có nghĩa là trước khi mà đi học á thì bác sĩ Ngọc có rất là nhiều bác sĩ điều trị, nhưng mà sau khi đi học anh Nguyên về thì bác sĩ Ngọc đã thay đổi. Thứ nhất đó là giảm bớt bác sĩ điều trị đi. Thứ hai nữa là mặc dù là có giảm bệnh nhân rất là nhiều, mình làm đỡ vất vả, nhưng mà mình vẫn duy trì được cái số lượng, cái nguồn thu vào, và sẽ có nhiều thời gian hơn để mà chăm sóc bản thân và gia đình. Thì và triển khai một số kỹ thuật mới ở trong phòng nha. Lúc này là số lượng bác sĩ là chỉ còn có mỗi bác sĩ Ngọc thôi, và có một số assistant thôi, và đã giảm số lượng bác sĩ điều trị rồi, và bệnh nhân thì tới ít hơn, mình làm công việc nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nguồn thu nó lại tăng lên. Thật ra em cũng rất là ngạc nhiên và rất là tò mò, không biết là cái ông này ông dạy cái gì mà tại sao một phòng nha lớn ở Houston lại có thể bác sĩ giỏi mà người ta lại thay đổi được cả một cái quản lý điều hành ở phòng nha như vậy. Thành ra em cũng muốn là trong tháng 1 này thì cũng có đăng ký đi học để xem coi anh đã dạy như thế nào. Và thật sự là em lên website của Rootcam thì thấy có nhiều mức độ. Thì trước mắt thì mình cứ tham dự cái khóa cơ bản trước, rồi sau đó mình sẽ tìm hiểu để học thêm những khóa sau. Để xin hết. Biết ông thầy ông làm sao không? Biết.
ông xách cái bình sơn màu tím, ông đi vòng vòng, ông sơn mấy con bò nó thành tím, mà cái thùng sơn nó không ai copy được hết á. Đó. Yeah. Rồi chuyển lời cho Hiếu đi rồi xong mình kết thúc thì hôm đó tối rồi. Trưa rồi 12 giờ gửi rồi. À trưa, bên này mới tối, bên này tối. Dạ dạ, cảm ơn thầy Nguyên và cô Thảo đã tổ chức một webinar rất hay và ý nghĩa. Em học được rất là nhiều điều, mỗi lần tuy là học bootcamp hai lần rồi nhưng mà mỗi lần gặp Nguyên là đều thấy mới mẻ và rất là hứng thú. Dạ, rất hy vọng được tham gia bootcamp tiếp theo. Dạ, cảm ơn Hiếu Duy Thống nhiều ha. Tối nay bỏ thời giờ mà không có bây giờ cách nào mua lại được, bỏ thời giờ ra tham gia. Rồi anh Nguyên thôi xin kết thúc bằng cái câu hỏi thôi, là mình nên sống để làm việc hay mình làm việc để sống? Chúc mọi bác sĩ ngày vui ở bên Việt Nam và nhiều sức khỏe với nhiều thời gian. Xin chào mọi bác sĩ. Chào Thống, chào Hiếu và chào Thảo. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, chào tất cả mọi người. Chào cô Thảo. Chào Thống. Chào cô. Chào bác sĩ.